Hồi 56, phải chăng hai vợ chồng nổi cơn ghen? Vì tiểu bảo liền nhắm thẳng lối trở về phòng. Lúc này trời đã tối đen, nghĩ tới Phương Di và Mộc Kiếm Bình hẳn đang đói lắm, gã không về phòng ngay, còn ghé vào chủ phòng dặn bọn thái giám thủ hạ sắp cho một bữa tiệc thịnh soạn đem đến phòng mình. Gã nói là đêm qua bọn thị vệ có công bắt thích khách, nên bữa nay mở tiệc khánh hạ. Nhưng trên tiệc chỉ bàn về việc bắt giặc cùng những đại sự cơ mật bọn tiểu thái giám không phải phục thị. Vì tiểu bảo mở khóa vào phòng rồi khẽ đẩy cửa vào nội thất. Một kiếm bình hắng giọng một tiếng, ngồi nhổm dậy hỏi, sao bây giờ đại ca mới về? Vì tiểu bảo cười đáp, chắc muội muội chờ ta nóng ruột lắm phải không? Ta đã nghe được tin rất hay. Phương Di nghe nói ngừng đầu lên hỏi, tin tức gì mà hay lắm? Vì tiểu bảo khêu ngọn đèn trên bàn cho sáng tỏ hơn. Gã thấy Phương Di hai mắt đỏ hoe, hiển nhiên nàng đã khóc rất nhiều liền thở dài đáp, tin này chỉ hay cho nàng thôi, còn đối với ta thì lại nát bét. Cô vợ vừa cầm vào tay sắp bay đi mất, trời ơi, thằng cha lưu nhất chu chưa chết đâu. Phương Di hô lên một tiếng, ái chà, tiếng reo của nàng không giấu được nỗi vui mừng. Mộc kiếm bình cũng hoan hỉ hỏi, lưu sư ca của bọn tiểu muội bình yên vô sự ư. Vì tiểu bảo đáp gã chết thì chưa chết, nhưng muốn sống không phải là chuyện dễ. Gã bị bọn thị vệ trong cung bắt được rồi chúng tra tấn, gã vẫn khăng khăng một mực nói là được tên đại hán gian ngô tam quế phái vào cung hành thích. Dĩ nhiên gã khó lòng tránh khỏi tội chết. Việc này đồn đại ra ngoài thì anh hùng hào hán trong thiên hạ đều phỉ nhổ gã là chó săn của ngô tam quế. Vậy sau khi bị hành hình, gã còn để lại tiếng xấu muôn đời. Phương Di cố nghền người lên nói trước khi bọn ta vào Hoàng Cung đã nghĩ đến điều này, những mong từ tội đổ lên đấu tên gian tặc ngô tam quế để rửa mối thâm cừu đại hận cho đức tiên đế cùng tiên vương của chúng ta như vậy là chúng ta quyết giữ mối trung can với nhà đại minh còn tính mạng và thanh danh của mms đã gác ra ngoài không nghĩ gì đến vì tiểu bảo chĩa ngón tay cái thẳng lên nói hay lắm như vậy mới là người có khí tiết quế lẽo công này rất khâm phục phương cô nương chúng ta còn một việc lớn phải thương nghị phương di hỏi đại ca muốn thương nghị điều chi vì tiểu bào hỏi lại nếu ta cứu sống được lưu sư ca cho nàng thì nàng tính sao cặp mắt lộ ánh tinh quang hai má ửng hồng phương di đáp nếu đại ca quả cứu được lưu sư ca của tiểu muội thì tiểu muội dù có phải làm tôi mọi cho đại ca cũng cam lòng hơn nữa bất luận đại ca sai bảo tiểu muội làm việc gì dù nguy hiểm đến đâu phương di này cũng quyết chẳng cho mày nàng nói mấy câu này bằng một giọng quả quyết như đanh đóng cột vì tiểu bảo hỏi chúng ta giao ước với nhau một điều được không có tiểu quẩn chúa đây làm chứng cho nếu ta cứu được lưu sư cả của nàng đem giao cho tiểu vương gia mộc kiếm thanh và thiết bối thương long liễu đại hồng lão gia mộc kiếm bình ngắt lời đại ca cũng biết ca ca cùng sư phụ của tiểu muội ư vì tiểu bảo đáp tiểu vương gia và thiết bối thương long ở mộc vương phủ đại danh lừng lẫy thiên hạ thì còn ai không hiểu còn ai không biết mộc kiếm bình nói đại ca là người rất tử tế nếu đại ca cứu được lưu sư ca thì toàn thể mộc vương phủ đều thâm cảm mối ơn sâu của đại ca vì tiểu bảo lắc đầu nói ta chẳng tử tế gì đâu mà chỉ là một tên thương mại thằng cha lưu nhất chu không phải hạng tầm thường dĩ nhiên chẳng phải món hàng rẻ rúng gã là một tên khâm phạm định hành thích nhà vua ta cứu gã là đem tính mạng mình ra đặt cuộc nguy hiểm tày đình có đúng thế không mộc kiếm bình và phương di chưa kịp đáp lời vì tiểu bảo lại nói tiếp quan nhà cha xét ra thì chẳng những ta mất chỗ đội nón mà cả ông nội, bà nội, ba ba, má má, ba người anh trai, bốn cô em gái của ta cũng bị hành hình ấy là chưa kể đến họ ngoại bà gì chú dưỡng ông cô bà cậu ông ngoại bà ngoại rồi biểu ca biểu đệ biểu tỷ biểu muội đều phải đầu dụng như sung có đúng thế không cái đó kêu bằng năm môn chu lục thế rồi nào tiền nào bạc nào cửa nào nhà, nào câu đối đỏ, nào mảnh mảnh hoa, đều bị sung công. Có đúng thế không? Mộc kiếm bình nghe gã hỏi chỉ gật đầu lia lia. Phương Di đáp đúng thế, vụ này quả liên lụy rất trọng đại, tiểu muội không tiện xin đại ca làm cho. Lưu sư ca, chết rồi, tiểu muội cũng không sống được nữa. Thôi thì đại cuộc phó cho số mạng, nàng nói xong hai hàng châu lệ lã trả tuôn rơi. Vì tiểu bảo nói, nàng đừng vội khóc, nàng đừng vội khóc con người nguyệt thẹn hoa nhường như nàng mà châu lệ tuôn nhỏ thì lòng ta bồn rùn khôn cầm. phương cô nương đã vì cô nương thì việc gì ta cũng dám làm, ta nhất định cứu lưu sư ca của nàng thoát nạn mới nghe. vậy chúng ta ước hẹn một điều, nếu ta không cứu được lưu sư ca của nàng thì ta quyết làm tôi mọi cho nàng. trường hợp mà ta cứu thoát lưu sư ca thì nàng sẽ làm vợ ta. bậc đại trưởng phu nhất môn ký xuất cái gì mã nan truy. Lời hứa của chúng ta là như vậy đó, nàng có chịu không?" Phương Di ngơ ngác nhìn Vi Tiểu Bảo, màu hồng trên mặt nàng dần tiêu tan rồi biến thành lợt lạt. "Nàng đã quế đại ca, tiểu muội vì việc cứu mạng Lưu sư ca, xin ưng chịu, bất cứ là việc gì. Nếu quế đại ca cứu được y bình yên thoát khỏi tai nạn thì bảo tiểu muội hầu hạ cũng được." "Nhưng, nhưng..." Nàng nói tới đây thì bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, rồi tiếng người hô, "Quế công công!" cương rượu đã đưa lên. Phương Di lập tức im mặt, Vì tiểu bảo đã hay lắm, đoạn gã ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi mới mở cửa ngoài. Bốn tên thái giám bưng cơm dượn cùng đồ nhắm vào nhà ngoài. Vì tiểu bảo đã bảo chúng không phải chờ đợi. Vì thế 12 bát lớn vừa cơm vừa thức nhắm đều nấu chín cả một lượt đem lên. Bốn tên thái giám bảy đũa bát cùng thức ăn ra bàn xong kính cần hỏi. Quế công công, còn thiếu gì nữa không? Vì tiểu bảo đã đủ rồi nếu ta không kêu thì anh em bất tất phải vào nữa. Gã lấy tiền thưởng cho mỗi tên năm lạng bạc, bốn tên thái giám vui mừng khôn xiết, ngỏ lời tạ ơn rồi rút lui. Vì tiểu bảo cài then cửa lại, gã bưng 12 bát thức ăn vào phòng rồi đẩy cái bàn đến bên giường. Gã lại rót ra ba chung rượu, xới cơm vào ba bát, gã cười hỏi, phương cô nương, vừa rồi nàng bảo, nhưng, nhưng, mà nói chưa hết lời. Nhưng làm sao, bây giờ nàng nói cho ta nghe, lúc này Phương Di đã được một kiếm bình đỡ ngồi dậy. Nàng nghe Vi Tiểu Bảo hỏi vặn, bất giác lại đỏ mặt lên, cúi đầu xuống, hồi lâu khẽ cất tiếng hỏi lại. Tiểu muội nghĩ rằng Quế Đại ca phục vụ ở trong nội cung thì, lấy vợ làm sao được. Nhưng bất luận trường hợp nào, hễ Quế Đại ca mà cứu mạng cho Lưu Sư ca được, Tiểu muội cũng vui lòng hầu hạ Đại ca. Dưới ánh đèn, nét mặt nàng bón, gờ như ngọc, dung nhan cực kỳ kiều diễm. Vì tiểu bảo tuy còn nhỏ tuổi mà trông thấy nàng cũng phải động tâm, gã cười đáp té ra nàng bảo ta làm thái giám là không lấy vợ được. Vấn đề lấy vợ được hay không là chuyện riêng của ta, nàng bất tất phải quan tâm. Ta chỉ hỏi nàng một câu, nàng có chịu làm vợ ta không? Phương Di cặp lông mày nhí lại, vẻ mặt ra chiều bực tức nàng trầm ngâm một lúc rồi quyết định chú ý rồi dõng dạc nói đừng nói chuyện tiểu muội làm vợ đại ca mà dù cho đại ca có đem tiểu muội vào lầu hồng kỹ viện tiểu muội cũng cam lòng chẳng cán thán chi hết giả tỷ một chàng trai nào khác nghe nàng nói câu này tất không khỏi nổi giận nhưng vì tiểu bảo vốn xuất thân từ nơi kỹ viện nên gã chẳng thấy chi là nhục nhã vì tiểu bảo cười hì hì nói hay lắm hay lắm vậy chúng ta án thế nào mời hảo hiền thê hảo muội tử, ba chúng ta hãy uống cạn một chung. Nguyên phương di ban đấu coi tên tiểu thái giám này chẳng đâu vào đâu. Sau nàng thấy chính gã ra tay đâm chết thuy đống rồi dùng thứ thuốc kỳ dị tiêu hóa xác chết. Lại thấy những tên thái giám khác ở trong cung đối với gã cực kỳ kính trọng mới tin gã là một nhân vật không phải tầm thường. lưu Nhất Chu là ý trung nhân của Phương Di, nàng yêu gã một cách tha thiết. Tuy hai bên chưa có hôn ước chính thức mà thực ra hình bóng người nọ đã in vào tâm khảm người kia. Phương Di nhất định lấy Lưu Nhất Chu làm chồng, mà Lưu Nhất Chu cũng nhất quyết không lấy được nàng thì chẳng lấy ai nữa. Đêm qua cả hai người cùng lèn vào trong cung mưu đồ đại sự, Phương Di trông thấy Lưu Nhất Chu sình tay bị bọn thị vệ trong cung bắt được. Khốn nỗi chính nàng cũng bị thương rồi còn cứu ai được nữa. Nàng yên chí tỉnh lang nhất định phải chết. Rẻ đâu tên tiểu thái giám này lại cho nàng hay tin chẳng những y chưa chết mà gã còn từng cứu y thoát nạn liền bụng bảo dạ Chỉ cần sao cho lưu lang bình yên vô sự, dù ta có phải suốt đời đau khổ đến đâu cũng không quản ngại. Ta còn cảm tạ đức thượng đế đối đãi với ta được vậy là phước đức quá. Rồi nàng tự hỏi sao tên tiểu thái giám này lại đòi lấy ta làm vợ. Bất quá gã chỉ nói cho sướng miệng, chi bằng ta cũng tiện nghi cho cái miệng của gã nàng nghĩ thế rồi tựa hồ hiểu rõ chi tiết đối phương chẳng làm gì được mình một cách thực sự nàng yên tâm nừng cười cám chung rượu dơ lên nói tiểu muội uống theo đại ca một chôm này nhưng nếu đại ca mà không cứu được lưu sư ca thì khó lòng tránh khỏi kiếp quả cụt đầu dưới lưỡi đao của tiểu muội vì tiểu bảo thấy nàng cười tươi như hoa nở trong lòng gã khoan khoái vô cùng gã cũng nâng chung dựện lên hỏi chúng ta đã nói sao phải đúng như vậy không được chối cãi trường hợp mà ta cứu được lưu sư ca của cô rồi cô hối hận lại muốn trở về với hắn thì làm thế nào bên cô hai người hợp lực giáp công ta tất không địch nổi hắn vùng đao chém tới cô hôn kiếm đâm qua thì quế công công chỉ còn đường chia thành bốn khúc vụ này chẳng thể không đề phòng được phương di thu nụ cười lại nét mặt nghiêm nghị tuyên thệ trên có hoàng thiên dưới có hậu thổ nếu Quế Công Công mà cứu được Lưu Nhất Chu thoát nạn một cách bình yên thì tiểu nữ là Phương Di Nguyện lấy Quế Công Công làm chồng. Suốt đời giữ giả trung trinh với trượng phu quyết chẳng hai lòng. Nếu tiểu nữ lòng chim dạ cá thì xin Thượng Đế bắt chết một cách cực kỳ thê thảm, vạn kiếp không được siêu sinh. Nàng thề rồi cầm chung rượu đổ xuống đất nói tiếp xin tiểu quận chúa chứng kiến vụ này. Vì tiểu bảo khoan khoái ngó mộc kiếm bình hỏi, hảo muội tử muội muội có ý trung nhân nào bị bắt muốn nhờ ta cứu ra không? mộc kiếm bình đáp không có ai cả. vì tiểu bảo nói đáng tiếc ôi đáng tiếc. mộc kiếm bình hỏi điều chi đáng tiếc? vì tiểu bảo đáp giả tỷ muội muội có ý trung nhân cần ta cứu ra, tất muội muội cũng chịu lấy ta làm chồng. có phải vậy không? mộc kiếm bình bĩu môi nói thôi đi đã một vợ rồi còn chưa đủ hay sao? được châu rồi còn muốn luôn cả bò nữa? sao mà tham thế? Vì tiểu bảo cười nói, cóc ghẻ muốn ăn thịt ngỗng trời là như vậy. Trời ơi, hảo hiền thê, cùng bị bắt với lưu sư ca của nàng còn hai người, một người dâu quay nón. Mộc kiếm bình ngắt lời, đó là ngô sư thúc. Vì tiểu bảo nói, còn một người nữa chám đầy mình, trước ngực chạm cái đầu cọp. Mộc kiếm bình nói, đó là thanh mao hồ ngao biêu, đồ đệ của ngô sư thúc. Vì tiểu bảo hỏi, ngô sư thúc tên họ là gì? Mộc kiếm bình đáp, ngô sư thúc đại danh là ngô lập thân ngoại hiệu là giao đầu sư tử vì tiểu bảo cười nói cái ngoại hiệu này hay đấy bất luận ai nói gì lão cũng lắc đầu tràn một kiếm bình nói quế đại ca đại ca đi cứu lưu sư ca thì nhân tiện cứu luôn cả ngô sư thúc và ngao biêu ra nữa vì tiểu bảo hỏi ngô sư thúc và ngao biêu có ý trung nhân xinh đẹp không một kiếm bình đáp tiểu muội không hay đại ca hỏi làm chi vì tiểu bảo nói, vậy ta phải hỏi họ trước có bạn gái đẹp, và có chịu để cho ta chiếm phần tiện nghi chăng? Nếu không thì ta liều mạng cứu họ uổng công, mình vất vả mà chẳng ăn thua gì. Bất thình lình trước mặt gã bóng đen thấp thoáng, một vật gì bay tới trước mặt gã, vì tiểu bảo vội cúi đầu xuống thì đã không kịp nữa. Vật kia đập vào chán gã đánh, chát, một tiếng vỡ tan tành. Gã nhìn lại thì ra một chiếc chung vì tiểu bảo và mộc kiếm bình đồng thanh la hoàng úi theo vì tiểu bảo bị sứt chán máu chảy đầm đìa rớt vào trung dựa thành đục lờ lờ bỗng nghe phương di quát ngươi đi hạ sát lưu sư ca ngay lập tức bản cô nương cũng không muốn sống nữa để khỏi phải suốt ngày chịu ngươi khinh rẻ một cách vô lý nguyên chiếc trung vừa rồi chính phương di đã liệm tới may mà nàng bị trọng thương kinh lực trên tay mất hết tuy chiếc trung đập chúng vào chán vi tiểu bảo mà thương tích không nặng lắm Mục kiếm bình nói, quế đại ca, lại đây cho tiểu muội coi vết thương, chớ để mảnh sành dính lại trong thịt. Vì tiểu bảo hầm hực đáp ta không lại, cô vợ ta mưu đồ giết chồng. Mục kiếm bình nói, ai bảo đại ca nói càn, đòi chiếm tiện nghi của vợ người ta. Đến tiểu muội cũng nổi nóng, vì tiểu bảo cười hô hố nói, ồ, ta hiểu rồi, té ra các cô ăn phải giấm chua, nên nghe ta nói muốn chiếm vợ người thành ra vợ lớn vợ bé đều nổi cơn ghen. Mộc kiếm bình cầm chiếc chung lên sáng giọng hỏi, đại ca bảo sao, tiểu Muội cũng muốn liệm cái chung này vào mặt, vì tiểu bảo đưa tay áo lên lau mặt, gã thấy mộc kiếm bình làm bộ giận dữ mà khóe miệng lại mỉm cười. Gã còn thấy phương di lộ vẻ hối hận, nên tuy bị đau ở chán mà trong lòng rất khoan khoái. Gã nói, cô vợ lớn liệm chung vào mặt ta, nếu cô vợ nhỏ không liệm chẳng hóa ra bất công ư. Mộc kiếm bình nói, hay lắm, cô giơ tay lên hất rượu vào vi tiểu bảo. Gã không né tránh, lưng trùng rượn hất cả vào mặt. Gã thẻ lưỡi ra liếm máu tươi cùng nước rượu nuốt vào bụng, miệng tấm tắc khen, hay quá, hay quá, vợ lớn đánh cho chảy máu chán, vợ nhỏ lại hất rượu vào mặt. Trời ơi, chết cha mình rồi, chết cha mình rồi, một kiếm bình nghe gã nói phải phì cười, phương gì không nhịn được cũng bật lên tiếng cười khúc khích nàng vừa cười vừa mắng, thật đồ vô loại. Nàng móc trong bọc ra một tấm khăn tay đưa cho Mộc Kiếm Bình nói, tiểu quận chúa lau mặt cho gã đi. Mộc Kiếm Bình cười đáp, sư tỷ đã thương người ta, sao lại bảo tiểu muội lau móng. Phương Di bưng miệng hỏi, tiểu quận chúa chẳng phải vợ nhỏ của gã là gì? Mộc Kiếm Bình cười hích hích đáp, bêu bêu, sư tỷ miệng đã tuyên bố lây y, chứ tiểu muội có hứa lời đâu. Phương Di cười nói, sao còn bảo là chưa hứa? gã dục vợ nhỏ cũng liệng chung đi, thì tiểu quận chúa hất rượu vào mặt gã. Như vậy mà còn cãi là chưa hứa lời làm vợ nhỏ gã ư. Vì tiểu bảo cười nói, phải lắm, phải lắm, ta được vợ lớn thương, vợ nhỏ cũng thương thì sung sướng quá rồi. Hai nàng cứ yên lòng, ta không đi chim chuột người khác nữa đâu. Phương Di nghĩ thầm trong bụng, gã đã là thái giám thì còn lấy ai được nữa, bất quá gã chỉ nói cho sướng miệng. Mộc Kiếm Bình hãy còn nhỏ tuổi, về mối tình nam nữ, cô nửa hiểu nửa không, nên thấy Vi Tiểu Bảo nói ba hỏa, cô cũng vui vẻ. Câu gã bảo vợ lớn, vợ nhỏ gì đó chẳng qua là câu đùa cợt. Ba người nói nói cười cười khiến cho bầu không khí trong phòng đầy vẻ đầm ấm. Phương Di kêu Vi Tiểu Bảo lại gần để coi vết thương trên chán. Nàng không thấy có mảnh sành nào dính vào thịt, liền lau khô máu cho gã. Sau một lúc, máu cũng ngừng chảy cả ba người đều không biết uống rượu mà bụng đói rồi, nên chỉ ăn lấy ăn để cơm nước xong, vì tiểu bảo ngáp dài nói, không biết đêm nay ta ngủ với vợ lớn, hay ngủ với vợ nhỏ. Phương Di Sa sầm nét mặt, sẵn giọng đại ca nói giỡn thế nào thì nói, nhưng nếu còn chui vào chăn là tiểu muội chém cho một dao chết tươi. Vì tiểu bảo thè lưỡi ra nói, tất có một ngày kia phải chết về tay nàng, gã chợt nhớ bữa nay chưa uống thuốc của Thái Hậu, liền lấy một viên bỏ vào miệng nuốt đoạn gã khuân bắt ra đem ra phòng ngoài rồi lấy chiếu dài xuống đất, để nguyên quần áo nằm ngủ. Bữa nay gã mệt quá rồi, nên vừa đặt lưng xuống đã ngủ ngay. Sáng sớm hôm sau vi tiểu bảo tỉnh giấc thấy người mình nóng hổi, liền mở mắt ra nhìn thì trên mình đã đắp chăn bông. Gã lại thấy trên đầu có gối hẳn hoi mới biết là tiểu quận chúa đã gượng dậy sắp đặt cho mình. Vi tiểu bảo ngồi nhòm dậy thấy trên giường màn vẫn buông ruộng. Gã nhìn vào thấp thoáng phương di và mộc kiếm bình gối đầu chung nhau mà ngủ. Gã giòn rén đứng dậy khẽ mở màn ra ngó thấy phương di kiều diễm, mộc kiếm bình thanh nhã. Hai cô tiểu mỹ nhân mặt chỉ cách nhau mấy tấc, giúp ánh huy hoàng cho nhau như Minh Châu với Bảo Ngọc, khiến người ngó thấy phải dạo rực trong lòng. Vì tiểu bảo nhịn không nổi, muốn cúi xuống hôn mỗi cô một cái nhưng lại sợ làm kinh động cho hai cô tỉnh giấc, gã lầm bầm, mẹ kiếp hai con đợi này nếu là vợ lớn, vợ nhỏ của mình thật thì sướng cả một đời lão ra. Trong lệ xuân viện làm gì có những con đợi xinh đẹp đến thế? Gã nhẹ nhàng ra mở cửa, cánh cửa bật lên tiếng kẹt làm cho Phương Di tỉnh dậy. Phương Di vừa trông thấy Vi Tiểu Bảo liền mỉm cười nói, Quế, Quế, đại ca dậy sớm thế? Vi Tiểu Bảo cười hỏi, Quế cái gì? Sao nàng không kêu ta bằng hảo lang quân? Phương Di đáp nhưng đại ca chưa cứu được người ra. Vì tiểu bảo nói, nàng cứ yên tâm, bây giờ ta đi cứu người đây. Lúc này Mộc Kiếm Bình cũng tỉnh ngủ rồi, cô hỏi: "Mới sáng sớm mà hai người đã chuyện trò gì lắm thế?" Vì tiểu bảo đáp: "Đêm qua chúng ta không ngủ, hai người nói chuyện cho đến sáng." Gã ngáp dài nói tiếp: "Mệt quá, mệt quá, bây giờ mình mới buồn ngủ." Phương Di đỏ mặt lên hỏi: "Đối với đại ca thì có chuyện khỉ gì hay mà nói được suốt đêm?" Vì tiểu bảo cười nói: "Hảo hiền thế." bây giờ chúng ta nói chuyện đứng đắn. Nàng viết một phong thơ để ta cầm đưa cho Lưu Nhất Chu, gã mới chịu tin ta. Bằng không gã nhất định cho ta là thuộc hạ của Ngô Tam Quế và gã sợ mắc lừa. Phương Di Đác đại ca nói phải đó, nhưng, nhưng tiểu muội biết viết sao bây giờ? Vì tiểu bảo nói nàng muốn viết gì thì viết, tỷ như ta là trượng phu của nàng, là người tốt, người hào hiệp nhất thiên hạ. Ta chịu lời ủy thác của nàng đến cứu gã tuyệt đối không có điều gì giả dối gã vừa nói vừa đi lấy nghiên bút và giấy trắng của hải đại phú đem ra gã mài mực và mở tờ giấy trắng đặt lên bàn rồi đẩy bàn đến trước giường phương di ngồi dậy nàng vừa cầm bút lên bất giác hai hàng châu lệ lã chã tuôn rơi nàng nghẹn ngào hỏi ta viết thế nào cho được vì tiểu bảo thấy nàng sầu khổ rất đáng tội nghiệp liền sinh lòng thương xót cất giọng ôn nhu nói cô muốn viết thế nào cũng được chứ ta đây không biết chữ. Cô đừng bảo lấy ta làm chồng, không thì lưu sư ca lại nổi giận không để ta cứu ra nữa. Phương Di hỏi, đại ca không biết chữ ư? Đại ca muốn gạt tiểu muội chăng? Vì tiểu bảo đáp ta mà biết chữ thì ta là quân rùa đen, là quân chó đẻ, không phải là chồng nàng mà là con cháu 18 đời của nàng. Hồi 57, kế chưa thành lại sinh biến cố. Phương Di hai mắt đẫm lệ dương mắt lên nhìn vi tiểu bảo rồi cúi đầu xuống khóc khóe mắt nàng lộ vẻ mừng vui, vừa cảm kích nàng vẩy bút viết luôn mấy hàng chữ rồi gấp giấy lại cho vuông vắn, miệng nói, xin, xin công công đưa cái này cho y, vì tiểu bảo mắng thầm trong bụng, mẹ kiếp, ngươi chỉ biết phần ngươi, chẳng nghĩ gì đến ta, thậm chí không thèm kêu một tiếng đại ca nữa, thật là qua sông đạp gãy cầu, hết tai nạn không làm hòa thượng. Nhưng gã đã chót nổi máu anh hùng hào hán, vẫn làm bộ hào khí ngất trời chẳng thể trở lại bức bách phương di làm vợ được. Vì tiểu bảo đón lấy phong thư nhét vào bọc xong đi thẳng ra cửa không buồn quay đầu lại. Gã tự nhủ, muốn làm đấng anh hùng thì đành phải chịu thiệt thòi. Cô vợ đã lấy được rồi lại phải hai tay bưng cho kẻ khác. Gã tới ngoài phòng thị vệ liền dừng bước. Lúc này đã đổi ban, trường toán thị vệ là Trương Khang Niên. Hắn đã nhận mật lệnh của Đa Long là phải giúp đỡ Quế Công Công cứu bọn thích khách đưa ra khỏi Hoàng Cung và phải làm cho thật kín đáo không lộ ra vết tích gì, khiến bọn thích khách sinh lòng ngờ vực. Trương Khang Niên vừa thấy Vi Tiểu Bảo đến vội vàng tiến lại đưa mắt ra hiệu cho gã đi cùng tới bên tòa núi giả. Hắn khẽ hỏi, Quế Công Công, Công Công định cứu người bằng cách nào? Vi Tiểu Bảo thấy hắn lộ vẻ thân mật liền bụng bảo già Hoàng thượng dặn ta hạ sát một tên thị vệ rồi hãy cứu người để bọn Lưu Nhất Chu không nổi dạ hoài nghi. Anh chàng họ Trương này đối với ta rất tử tế nếu ta giết hắn thì thật là tội nghiệp. May ở chỗ con đợi thối tha kia đã có thơ đưa cho thằng cha họ lưu thì nhất định tên khốn kiếp đó tin tưởng lắm rồi gã trầm ngâm một lúc rồi đáp ta lại đến thẩm vấn ba tên con rùa đó rồi sẽ tùy cơ ứng biến bây giờ chưa biết nói thế nào trương khang niên tươi cười nói đa tạ quế ước công vì tiểu bảo hỏi có điều chi mà đa tạ trương khang niên đáp tiểu nhân được quế công công sai phái nhất định sau này công công sẽ đề bạt cho tiểu nhân được tham quan phát tài là điều cấm chắc không đi đâu mất được vì tiểu bảo nườn cười đáp trương đại ca một lòng son sắt giữ dạ trung trinh với thánh thượng thì tương lai e rằng trương khang niên giật mình kinh hãi ngắt lời e điều chi vậy thưa quế công công vì tiểu bảo đáp tại hạ e rằng cái kho của trương đại ca nhỏ quá không đủ chỗ đựng bạc trương khang niên cười khanh khách đoạn gã thu tiếng cười lại nói thưa công công bọn tiểu nhân mười mấy tên thị vệ đã thương lượng ngầm với nhau hết sức giúp công công cho nên việc, và cầu mong công công lên đến chức thái giám tổng tủ lãnh ở trong cung. Vì tiểu bảo cười đáp thế thì còn gì hay bằng, nhưng hãy chờ tài hạ lớn thêm mấy tuổi nữa đã gã tiến vào phòng thị vệ đi tới chỗ cột bọn lưu nhất chu ở trong sảnh đường qua một đêm không gặp, tinh thần ba tù nhân lại mỏi mệt thêm nhiều. Tuy chúng không bị khảo đà nữa, nhưng dòng dã hai ngày hai đêm chưa được ăn uống thì dù là những con người đúc bằng sắt cũng không chịu nổi. bảy, tám tên thị vệ canh gác ở sảnh đường đều nhìn vi tiểu bảo vấn an tỏ vẻ cực kỳ cung kính. Vi tiểu bảo lớn tiếng tuyên bố hoàng thượng xuống chỉ lập tức chém đầu ba tên đại nghịch tập này để dân chăm họ. mau đi lấy rượu thịt cho chúng ăn no một bữa để chúng chết xuống âm phủ khỏi biến thành lũ quỷ đói. bọn thị vệ đồng thanh vâng dạ đại hán dâu quay nón tức ngô lập thân thét lên, chúng ta vì tận trung với bình Tây Vương mà thiệt mảng thì có chết đi cũng để lại tiếng thơm muôn đời, còn hơn bọn súc sinh các ngươi đến ngàn lần, cam tâm làm tôi mọi cho lũ thát đát. Một tên thị vệ vung roi lên quất hắn một cái, lớn tiếng thóa mạ, tên phản tặc ngô tam quế của các ngươi cũng sắp bị toàn gia chu lục đến nơi rồi. Lưu nhất chu lộ vẻ kích động ngửa mặt lên trời, môi miệng mấp máy không hiểu hắn nói gì lát sau bọn thị vệ đem đến ba bát cơn, n thịt và ba bát rượu lớn. Vì tiểu bảo nói, ba tên phản tặc này nghe tin sắp bị hành hình, chúng đều bờ vía, toàn thân run bần bật, e rằng uống rượu không trôi, cơm cũng không nuốt xuống được. Vậy ba vị huynh đệ hãy chịu khó một chút, bón cho mỗi tên hai tập rượu, chứ đừng cho uống nhiều. Còn cơm thì cho chúng ăn kỳ no gã ngừng lại một chút rồi tiếp, sở dĩ ta không nên cho chúng uống rượu say là vì lúc đem hành hình, chúng chẳng còn biết đau đớn là gì nữa, thành ra phúc đức cho chúng quá. Mặt khác, chúng xuống cõi âm, Đức Diêm Vương ngó thấy ba tên tử quỷ, ngài không khỏi nổi lôi đình, đét mỗi tên ba trăm côn. Như vậy cũng tội nghiệp cho chúng, bọn thị vệ nghe vi tiểu bảo nói vậy đều phì cười. Chúng lấy cơm rượu bón cho ba tên phạm nhân, ngô lập thân uống một tợp rượu lớn ăn một miếng cơm to rồi vẻ mặt thản nhiên ngao bưu ăn mỗi miếng cơm lại mắng một câu bọn tôi mọi chó đẻ lưu nhất chu sắc mặt lợt lạt ăn không được nửa bát cơm rồi lắc đầu vì tiểu bảo bảo mấy tên thị vệ anh em hãy ra ngoài kia hoàng thượng sai ta hỏi mấy câu nữa rồi mới hành hình trương khang niên khom lưng đáp xin vâng rồi dẫn bọn thị vệ ra ngoài xoay tay khép cửa lại vì tiểu bảo nghe tiếng bước chân bọn chúng đi xa rồi mới hắng giọng một tiếng, ngoảnh mặt ngó bọn ngô lập thân. Gã lộ một nụ cười thần bí, ngô lập thân cất tiếng thoá mạ tên cầu thái giám kia, có điều chi đáng cười, vì tiểu bảo vẫn cười hỏi lại ta cười ở miệng ta, việc gì đến ông bạn. Lưu Nhất Chu đột nhiên tự giới thiệu công công, tại hạ, là Lưu Nhất Chu, vì tiểu bảo sừng sốt chưa kịp trả lời thì ngô lập thân và ngao biêu đã quát hỏi, người nói nhăng gì thế? Lưu Nhất Chu không trả lời chúng, lại nói với Vi Tiểu Bảo, công công, công công, cứu bọn tại hạ, một phen. Ngô Lập thân mắng liền, tham sống sợ chết thì đâu phải là anh hùng hảo hán. Sao ngươi lại mở miệng năn nỉ người ta? Lưu Nhất Chu đã, y y đã nói là Tiểu Vương và Sư Phụ, ủy thác y đến cứu chúng ta. Ngô Lập thân tức mình hỏi, những câu lừa gạt của gã mà ngươi cũng tin được ư? Vì tiểu bảo cười nói, giao đầu sư tử ngô lão gia ơi lão gia nên nể mặt tại hạ mà lắc đầu ít đi được không? Ngô lập thân kinh hãi, ấp úng, ngươi, ngươi, vì tiểu bảo cười nói, tại hạ biết rõ các vị rồi. Vị này tên gọi Thanh Mao Hồ Ngao Biêu Đại Ca, một đệ tử rất yêu mến của lão gia. Có đúng thế không? Bậc danh sư hẳn có cao đồ. Tại hạ khâm phục lắm, ngô lập thân nghe vi tiểu bảo kêu rõ tên họ cùng ngoại hiệu của hắn, trong lòng rất đỗi hoài nghi, không biết hư thực thế nào vì tiểu bảo lấy lá thư của Phương Di ở trong bọc ra mở đưa đến trước mặt Lưu Nhất Chu rồi cười hỏi, ông bạn thử coi xem chữ này của ai viết đây. Lưu Nhất Chu vừa ngó thấy đã mừng quính run lên đã, đây đúng là bút tích của Phương Sư muội Ngô Sư Thúc, Phương Sư muội nói là, vị công công này đến cứu bọn ta, nàng còn dặn chúng ta nhất thiết phải nghe lời y. Ngô Lập Thân nói, để ta coi xem sao đã, vì tiểu bảo lại cầm lá thơ đưa đến trước mặt Ngô Lập Thân. Gã tự hỏi, không hiểu trên giấy viết những gì. Cô vợ của mình mà không biết thẹn thì những điều thân nhiệt, cô đều viết ra hết. Bỗng nghe ngô lập thân đọc lưu sư ca, quế công công nghĩa khí cao mất từng mây mà cũng là người nhà. Y mạo hiểm đến cứu thì đại ca nên nghe những lời chỉ thị để thoát nơi hang cọp. Di muội thủ bút, ngô lập thân đọc xong thơ nói tiếp, ừ, trên thơ còn vạch dấu hiệu của mộc vương phủ thì đúng là thật rồi. Vì tiểu bảo nghe Ngô Lập Thân đọc thư của Phương Di khen mình như khí cao mất tầng mây, tuy gã không hiểu rõ ý nghĩa mấy chữ này, nhưng cũng biết là một câu tán dương gã ghê gớm. Gã lại thấy trong thơ Phương Di không nhắc gì đến những lời bị ổi của gã cho Lưu Nhất chu hay thì trong lòng càng hoan hỉ. Gã nói, còn giả thế nào được? Lưu Nhất chu hỏi, công công, Phương sư muội của tại hạ hiện giờ ở đâu? Vì tiểu bảo nghĩ bụng, tuy thị hiện đang nằm trên giường ta, nhưng ta nói thật thế nào được? Gã đáp hiện giờ y ẩn thân ở một nơi rất yên ổn, sau khi tại hạ cứu các vị ra rồi, sẽ tìm cách cứu y để cùng nhau tương hội. Lưu Nhất Chu hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói, công công, ơn đức cao cả của công công khó lòng đền đáp được. Vừa rồi gã nghe vi tiểu bảo nói cho ăn cơ nổ uống rượu xong sẽ đem ra hành hình. Gã vốn là người lớn mặt, nhưng đến lúc lâm tử cũng khó lòng kiềm chế nổi mối khiếp sợ gã không nhịn được phải tự giới thiệu là Lưu Nhất Chu, chỉ mong lúc ở vào tình thế ngàn cân treo đầu sợi tóc được thoát chết. Khi gã coi thơ của Phương Di đã hy vọng có thể sống được, bây giờ thì nỗi vui mừng của gã thật không bút nào tả xiết. Ngô lập thân là tay hảo hán lúc lâm nguy cũng không khiếp sợ, bình tĩnh hỏi, lão phu xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ, vì lẽ gì các hạ chịu ra tay cứu viện, vì tiểu bảo đáp tại hạ đánh bảo nói rõ đầu đuôi cho các vị nghe bạn hữu của tại hạ đều kêu tại hạ là tên phong cùi tiểu tam tư các vị đừng lấy làm kỳ ngày trước tại hạ mặt mũi sần sùi như kẻ phong cùi nhưng bây giờ thì hết rồi gã ngừng lại một chút rồi tiếp tại hạ có người bạn thân tên gọi vi tiểu bảo hiện làm hương chủ thanh mộc đường ở thiên địa hội y nói ông thiên địa hội có người giết chết mất bạch hàn tùng của mộc vương phù tiểu vương ra nhà họ mộc không chịu bỏ qua nhưng người đã chết rồi chẳng làm thế nào sống lại được vì thế mà vi tiểu bảo ủy thác tại hạ cứu ba vị thoát khỏi lao lung để đền lại mộc vương phủ cho vẹn toàn nghĩa khí của hai bên những việc giao thiệp giữa thiên địa hội và mộc vương phủ ngô lập thân đều hiểu rõ hết lão không hoài nghi gì nữa gật đầu nói thế thì phải rồi lúc nãy bọn lão phu đã có lời xúc phạm thực đắc tội với công công vi tiểu bảo cười đáp lão ra dậy quá lời tại hạ không dám đâu có điều bây giờ làm thế nào ra khỏi hoàng cung, chúng ta cần phải nghĩ ngay một diệu kế." Lưu Nhất Chu nói, "Mưu kế của Quế Công công tất là tuyệt diệu." Bọn tại hạ nhất nhất nghe theo lời chỉ thị của công công là xong. "Vì tiểu bảo lẩm bẩm, nhưng mình đã nghĩ được kế hoạch cóc gì đâu? Rồi gã hỏi Ngô Lập Thân, "Ngô lão gia có mưu mẹo gì chăng?" Ngô Lập Thân đáp, "Trong hoàng cung bọn thị vệ chó đẻ đông đảo quá, ban ngày chúng ta khó mà ra được. Đành chờ đến đêm." công công tìm cách chặt đứt dây gân bò cột tay chân bọn lão phu, chờ lúc đêm tối xông ra mới được. Vì tiểu bảo gật đầu nói, cây ấy rất hay, nhưng chưa phải là trước vẹn toàn. Gã bước lui rồi lại bước tới trong sảnh đường, xoay chuyển y nghĩ trong đầu óc đặng lo mưu thiết kế. Ngao biêu bỗng lên tiếng, cư sông bừa ra là hay nhất, nếu không ra được thì chết là cùng. Lưu nhất chu gạt đi, ngao sư ca, sư ca đừng nói làm đứt đoạn luồng tư tưởng của quế công công. Ngao Biêu trợn mắt nhìn gã ra chiều tức giận, mắng thầm, thật là tên tiểu quỷ nhát gan, tham sống sợ chết. Vì tiểu bảo nghĩ bụng, hay hơn hết là có thuốc mê hồn làm cho bọn thị vệ ngã lăn ra hết mới khỏi phải giết người. Gã nghĩ vậy rồi chạy ra ngoài bảo Trương Khang Niên, Trương Đại Ca, tại hạ muốn dùng một ít mông hãn dược, liệu Đại Ca có thể tìm được ngay không? Trương Khang Niên cười đáp, được được, chắc trong mình triệu huynh đệ có sẵn, tiểu nhân ngay lập tức lấy cho công công. Vì tiểu bảo cười hỏi, triệu nhị ca có thuốc mê trong mình ư? Y đem theo làm gì vậy? Trường Khang Niên khẽ đáp, chẳng giấu gì công công. Mấy bữa trước, Thụy Phó Tổng Quản sai bọn tiểu nhân đi bắt hai người mà lại là những tay bản lãnh cao thâm. Bọn tiểu nhân sợ dùng gươm đao động thủ làm chết nhiều người mà khó lòng bắt sống được chúng. Thế rồi triệu huynh đệ đi lùng mua thuốc mê đem về hạ thù. Vì tiểu bảo tự nghĩ làm gì mà phải giết nhiều người và khó bắt sống ai. Bất quá các ngươi không địch nổi người ta chứ gì. Gã liền hỏi, kết quả vụ đó thế nào? Trương Khang Niên cười đáp, cờ ra đắc thắng, mã đáo thành công. Vì tiểu bảo nghe nói là công việc của Thụy Đống, gã không nhịn được hỏi thêm mấy câu, các vị bắt những ai? Chúng phạm tội gì? Trương Khang Niên đáp, bắt hai vị thống lãnh trong phủ tôn nhân. Nghe đầu họ đắc tội với Thái Hậu, Thụy Phó Tổng Quản bắt được bọn họ rồi đoạt lấy một cuốn binh sách sau đó thụy phó tổng quản dán giấy ra lên miệng và mũi cho họ phải chết ngạt vì tiểu bảo nghe nói ngấm ngầm kinh hãi bụng bảo giả té ra mụ điếm giả muốn đoạt pho tứ thập nhị trương kinh nhưng sao thụy đống lấy được kinh rồi không giao ngay cho mụ điếm lại giấu ở trong mình hắn chắc hắn cũng muốn nuốt pho kinh này vì tiểu bảo lại hỏi pho kinh sách gì mà quan hệ thế trương khang niên đáp tiểu nhân không rõ để tiểu nhân đi lấy mông hãn dược vì tiểu bảo dặn tại hạ lại phiền đại ca kêu bọn chu phòng sắp lấy hai bàn tiệc đem đến đây để tại hạ mời các vị một bữa trương khang niên mừng nói công công lại cho ăn uống mong sao được theo hầu công công là chẳng thiếu gì rượu thịt chỉ trong khoảnh khắc trương khang niên mang lại một gói thuốc lớn đến hơn một cân gã tươi cười khẽ nói gói này đủ đánh thuốc cho cả ngàn người nếu công công dùng cho một tên thì chỉ xúc vào móng tay một chút pha với rượu hoặc nước trà là đủ rồi đoạn gã dặn thị vệ bày bàn ghế ra và cho chúng hay là quế công công sắp thưởng chúng uống rượu. Bọn thị vệ hoan hỉ vội bày bàn, vì tiểu bảo nói bữa tiệc này đặt trong sảnh đường trước mặt phạm nhân, chúng ta ăn uống vui chơi để cho tổ bà ba quân thích khách nhìn thấy phải mắt đỏ ngầu và thèm nhỏ nước miếng. Tên quản sự thái giám cùng bọn nô dịch trong ngự chu phòng sắp tiệc rượu rồi gánh đến bày ra để trên bàn vì tiểu bảo nhìn phạm nhân cười nói ba tên phản tặc các ngươi theo tên đại nghịch ngô tam quế toan làm việc động trời bây giờ các ngươi chết đến gáy rồi có giả họng được nữa không gã ngừng lại một chút rồi tiếp các vị lão gia uống rượu ăn thịt nếu các ngươi bụng đói miệng thèm không nhịn được thì giả làm tiếng chó kêu ẳng ẳng lão gia sẽ thưởng cho màu xương mà găm ngô lập thân làm bộ phẫn nộ quát mắng quân thị vệ chó đẻ Bình Tây Vương của chúng ta chỉ sáng mai là khởi binh từ Vân Nam đánh tới Bắc Kính sẽ bắt hết cả bọn thị vệ lẫn thái giám chúng bay chém đầu quảng sông để nuôi loài rùa dưới nước. Vì tiểu bảo thò tay vào bọc móc lấy một nắm thuốc mê cầm giấu trong lòng tay. Tay trái cầm hồ rượn, gã tiến đến trước mặt ngô lập thân. Giờ cao hồ rượu lên cười hỏi, quân phản tạc kia, người có muốn uống rượu không? Ngô lập thân không hiểu gã có dụng ý gì, lớn tiếng đáp uống cũng vậy mà không uống cũng vậy hễ đại binh của Bình Tây Vương tới đây là bọn thái giám các ngươi đừng hòng toàn mạng. Vì tiểu bảo cười lạt nói, cái đó chưa chắc, gã sơ cao hồ rượu ngửa đầu lên rót rượu từ trên không chảy xuống. Gã ha miệng ra uống một hơi rồi khen, rượu ngon quá, đoạn gã tay trái đặt trước ngực, dùng ngón trỏ mở nắp hồ ra, tay mặt cho thuốc mê vào trong hồ, đậy nắp lại. Tay trái gã lại cầm hồ rượu dơ lên vừa lắc vừa cười nói, quan phản tạc to gan thật chết đến gáy hãy còn nói láo, lúc gã cho thuốc vào hồ rượu đã xoay lưng ra ngoài để che đi. Ngoài ngô lập thân không ai nhìn thấy, gã lắc hồ như vậy là để thuốc tan vào rượu, ngô lập thân ngó thấy liền tỉnh ngộ ngay, lão mừng thầm trong giả, miệng vẫn lớn tiếng bậc đại trượng phu sống chẳng lấy gì làm vinh, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Kẻ nào mở miệng ra văn lơn sao phải là hào hán. Hồ rượu của ngươi có nhường thì lão gia cũng uống cho phỉ trí. Vì tiểu bảo cười rộ reo lên, ha ha, người thèm rượu rồi, nhưng ta không cho người uống. Gã quay lại bàn tiệc rót ra chung cho bọn thị về. Bọn trương khang niên đều đứng dậy nói, bọn tiểu nhân không dám đông, khi nào lại để cho công công rót rượu cho. Vì tiểu bảo đã cùng là anh em trong nhà, hà tất các vị phải khách khí. Gã nâng chung rượu lên nói, nào, mời anh em, bọn thị vệ toàn nâng chung rượu ú lên uống bỗng ngoài cửa có người lớn tiếng hô, Hoàng Thái Hậu truyền chỉ xuống cho tiểu quế tử có ở đây không? Vì tiểu bảo giật mình kinh hãi đã, nô tài ở đây, gã đặt chung rượu xuống tự hỏi, không hiểu mụ điếm kêu mình có việc gì. Gã chạy ra nghênh tiếp thấy bốn tên thái giám, người đi đầu phưỡn ngực ra coi có vẻ bất thiện. Gã liền quỳ xuống hô, nô tài là tiểu quế tử xin tiếp chỉ. Tên thái giám kia nói, Hoàng Thái Hậu có việc cần kiếp, người lập tức đến cung tử ninh bái kiến vì tiểu bảo đáp dạ dạ xin tuân mệnh gã đứng lên nghĩ bụng rượn rót ra rồi mà ta bỏ đi bọn thị vệ uống vào tất cơ mưu bại lộ thì thật là hỏng bét gã liền cười hỏi quy tính đại danh công công là gì sao tiểu đệ chưa được gặp lần nào tên thái giám kia đáp ta là đồng kim khôi ngươi đi đi kẻo thái hậu đang chờ bọn ta kiếm mãi mới thấy ngươi ở đây vì tiểu bảo nắm chặt lấy tay hắn nói đồng công công hãy vào đây coi một việc hứng thú đã rồi gã keo hắn đi. Đồng Kim Khôi nghe nói có việc thú vị liền theo vào sảnh đường thì thấy hai bàn tiệc rượu. Hắn liền lớn tiếng, giỏi quá, bọn người hạnh phúc lắm nhỉ. Tiểu Quế Tử, Thái Hậu phái ngươi trông coi phòng ngự thiện mà ngươi dám lấy của công làm việc tư, vung vãi tiền bạc của Hoàng thượng. Vì Tiểu Bảo tươi cười ngắt lời, anh em thị vệ bắt giặc có công. Hoàng thượng sai tiểu đệ khao thưởng ba quân, mời đồng công công cùng ba vị công công hãy ngồi xuống đây uống một chung đã. Đồng kim khôi lắc đầu đáp ta không uống, thái hậu đã truyền chỉ, sao ngươi không đi ngay, còn trần chờ mãi. Vì tiểu bảo cười đáp các thị vệ đại nhân đây đều là bạn tốt cả, công công mà không uống với họ một chung thì ra lạnh nhạt với họ quá. Đồng kim khôi vẫn một mực ta không uống rượu, vì tiểu bảo đưa mắt cho Trương Khang Niên rồi nói, Trương Đại ca, đồng công công đây địa vị không nhỏ, y không chịu uống rượu với chúng ta. Trương Khang Niên liền bưng một chung rượu đưa vào tay Đồng Kim Khôi cười nói, Đồng Công Công, Công Công hãy vui lòng sơi một chung để anh em khỏi bẽ mặt. Đồng Kim Khôi không sao được đành đón lấy chung rượu uống cạn. Vì tiểu bảo cười nói, có thế mới phải tình bằng hiểu, ba vị công công kia cũng sơi một chung đi, ba tên thái giám đành đón lấy chung rượu ở tay bọn thị vệ uống ngay. Vì tiểu bảo lại nói, hay lắm, tiểu đệ xin mừng một chung nữa rồi rót đầy rượu vào chung cho bốn tên thái giám, bọn thị vệ nhất tề nâng chung lên uống. lúc vi tiểu bảo nâng chung đã dùng tay áo che đi, đổ chung rượu có thuốc vào trong tay áo. gã lại sợ một chung chưa đủ sức, toàn cầm hồ rót nữa thì một tên thị vệ đón lấy nói, để tiểu nhân rót cho. đồng kim khôi trao mày dục quế công công. theo lề luật trong cung của chúng ta thì một khi được lệnh thái hậu tuyên triệu là lập tức phải chạy đi ngay công công còn uống rượu thế này là phạm tội đại bất kính. Hồi 58, trăm tội đổ lên đầu thái giám. Vì tiểu bảo cười đáp cái đó cũng có lý do. Nào mời các vị hãy uống một chung này nữa, rồi tiểu đệ hãy nói cho các vị nghe. trương Khang Niên nâng chung rượu lên nói theo, xin mời đồng công công. Đồng Kim Khôi đáp tại hạ không có thì giờ để uống mãi. Hắn vừa dứt lời, bỗng người lảo đảo. Vì tiểu bảo biết là thuốc mê đã bắt đầu phát tác đột nhiên gã co rúm người lại bật tiếng la trời ơi đau bụng quá bọn thị vệ đều cảm thấy choáng váng đầu một tên hỏi sao chắc thứ rượu này làm sao rồi vì tiểu bảo lớn tiếng đồng công công phải chăng công công vâng mệnh thái hậu ban rượu độc cho chúng ta uống tại sao công công lại bỏ thuốc độc vào rượu đồng kim khôi ấp úng đáp làm là gì có chuyện đó vì tiểu bảo lại sáng giọng hỏi có phải công công vì muốn báo thù cho bốn tên thái giám chết đêm qua mà hạ độc. Chúng vị huynh đệ, anh em liều mạng với hắn đi. Bọn thị vệ đầu nhức mắt hoa, chân tay lóng cóng. Bỗng nghe, huyệt, huyệt, hai tiếng vang lên. Hai tên thái giám không chống nổi thuốc mê, ngã lăn ra trước. Tiếp theo đồng kim khôi, trương khang nghiên, cả bọn thị vệ và tên thái giám còn lại cũng lục tục té nhào chúng xô đổ bàn đá đĩa bát tung tóe rớt xuống đất. Vì tiểu bảo nhảy sổ lại đá đồng kim khôi một cước. Đồng kim khôi la lên một tiếng, chân tay khẽ cử động một chút rồi hai mắt nhắm lại không mở ra được. Vì tiểu bảo cả mừng, gã đóng cửa lại rút gươm trùy thủ ra đâm đồng kim khôi và ba tên thái giám mỗi người một đao vào trước ngực. Lưu nhất chu, úi, lên một tiếng ra chiều kinh ngạc vì tiểu bảo lại dùng gươm trùy thủ chặt đứt hết dây gân bò cột chân tay bọn ngô lập thân, lưu nhất chu và ngao biêu. thanh trùy thủ của gã chém sắt như cắt bùn nên chặt đứt gân bò chẳng khó khăn gì. Bọn ngô lập thân ba người võ công không phải tầm thường, nhất là ngô lập thân càng cao thâm hơn. Ba người tuy bị khảo đà, nhưng chỉ bị thương ngoài da thịt, không tổn hại gì đến gân cốt. Chúng thoát ra khỏi vòng trói buộc liền cử động được tự do. Lưu Nhất Chu mừng quính, líu lưỡi lại nói, công công, bây giờ chúng ta, chúng ta làm sao trốn ra được? Vì tiểu bảo nói, ngô lão gia, ngao sư huynh, hai vị kiếm hai tên thị vệ tương tự như mình đổi lấy quần áo của chúng mà mặc vào. Gã lại bảo Lưu Nhất Chu, Lưu sư huynh, sư huynh không có dâu, giả làm thái giám được. Vậy sư huynh đổi lấy quần áo của họ đồng. Lưu Nhất Chu hỏi, tiểu đệ cũng giả làm thị vệ được chăng? Vì tiểu bảo đáp, không được. Lưu Sư Huynh phải giả làm thái giám. Lưu Nhất Chu không dám trái lời, gật đầu luôn mấy cái. Ba người hối hả thay đổi y phục, vì tiểu bảo lại dặn các vị đi theo tiểu đệ, bất luận là ai ở trong cung nói gì, các vị cũng giả vờ làm người câm, chớ có đáp lời với họ. Gã lấy trong bọc ra gói thuốc hóa thi phấn, rồi kéo sát đồng kim khôi vào góc sảnh đường. Gã lại cầm gươm chùy thủ đâm mấy nhát vào người hắn, rắc thuốc lên cho thi thể tiêu hủy thật mau. Vì tiểu bảo mở cửa sảnh đường dẫn ba người đi ra. Gã ra khỏi phòng thị vệ xoay tay khép cửa lại, đi thẳng xuống ngự thiện phòng. Phòng ngự thiện ở mé đông càn thanh cung, cách phòng thị vệ rất gần, chớp mắt đã tới nơi. Tại đây, tiền lão bản đã đứng chờ sẵn một cách rất cung kính. Mấy tên hán tử thủ hạ của hắn khiêng đến con heo mổ rồi và làm lông rất sạch sẽ. Vì tiểu bảo xa sầm nét mặt, quát lớn lão tiền kia mỗi ngày ngươi một hư đốn, làm ăn chẳng còn ra gì nữa. Ta bảo ngươi đem đến mấy con heo ngon lành, không ngờ ngươi lại đem heo cái, vừa già vừa gầy cho lão ra. Mẹ kiếp, ngươi, ngươi, không muốn ăn chén cơm này nữa chăng? Vì tiểu bảo mắng một câu, tiền lão bản lại ra chiều sợ sệt cúi rạp người xuống, miệng lắp bắp giả, dạ, giả. Dạ, bọn thái giám trong ngự thiện phòng thấy tiền lão bản thật ra khiêng tới những con heo vừa lớn vừa mập và để xảy ra cách đưa hàng không ồn nguyên tên cụ ản sự thái giám trong ngự thiện mà không được ăn của đút thì bất luận người chuyên biện đưa đến những dê, bò, gà, vịt vào hạ tết nhất cũng biến thành thứ hàng vứt đi, cho ăn mày không đắt. Nếu kẻ đưa đồ mà có phong bao tiền bạc đưa lên trước thì dù là đồ ươn thối cũng thành được thực vật rất tinh vi đáng dâng lên hoàng thượng cùng hoàng hậu. Bọn thái giám thấy vì tiểu bảo nói vậy liền hiểu ý ngay. Chúng cũng theo hồ lớn tiếng quát tháo, khiêng ra đi hai con heo ươn này còn ai ăn uống thế nào được, chỉ dùng vào việc bón rau mà thôi. Vì tiểu bảo càng quát mắng càng nổi cơn thịnh nộ, gã vậy bọn ngô lập thân lại nói, hai thị vệ đại ca và cả vị công công kia nữa. Ba vị hãy đưa tên này ra ngoài cửa cung, tống cổ cha nó đi, không cho trở vào nữa. Tiền lão bản không hiểu chỗ dụng ý của vi tiểu bảo. Vẻ mặt sầu khổ, hắn năn nỉ, xin công công lượng thứ cho, tiểu. Tiểu nhân về lấy heo khác ngon lành đưa vào thay. Chút, lễ mọn này, xin để kinh biếu mấy vị công công. Lần này, tiểu nhân chót giải, xin công công rộng lượng bao dung. Vì tiểu bảo gạt đi, khi ta cần heo sẽ cho người ra kêu ngươi. Cút đi, cút đi cho khuất mắt ta. Tiền lão bản lại khom lưng đáp, giả giả. Bọn thái giám trong phòng ngự thiện nhìn nhau hí hừng. Chúng nghĩ bùng, lão đã có lễ biếu. Dĩ nhiên quế công công không đổi lão đâu. Ngô lập thân. Lưu Nhất Chu và Ngao Biêu ba người đi theo tiền lão bản, kẻ lôi người đẩy ra khỏi chù phòng. Vì tiểu bảo cũng đi theo sau, khi vào dãy hành lang, gã nhìn bốn mặt không thấy ai liền nói, tiền lão huynh, ba vị này là những bậc anh hùng trong mộc vương phù. Vị thứ nhất đây oai danh lừng lẫy là giao đầu sư tử ngô lão gia. Tiền lão bản, ủa, một tiếng rồi nói, tiểu nhân đã được nghe danh từ lâu, nhưng không tiện hô hoán. Xin ba vị miễn trách. Ngô lập thân biết hắn là đồng bọn với Vi Tiểu Bảo thì trong bụng cả mừng, vội đáp mình đang ở nơi hiểm địa, dĩ nhiên cần phải như vậy. Vi Tiểu Bảo lại dặn tiền lão ca nhờ lão về nói lại với vị hào hữu của tại hạ là Vi Hương chủ rằng gã phong cùi Tiểu Tam Tử đã tận lực giúp y làm cho nên việc. Bây giờ đại ca dẫn ba vị bằng hữu đến đây ra mắt mục Tiểu Vương gia và Liễu lão gia tử rồi gã bảo mọi người các vị đi khỏi rồi, trong cung sẽ phái người truy nã thích khách vậy các vị chớ trở lại hoàng cung nữa cả tiền lão ca cũng vậy tiền lão bản đáp giả giả tệ hội từ trên xuống dưới đều cảm kích ơn đức của công công ngô lập thân hỏi tiền bằng hữu đây là anh em trong thiên địa hội ư tiền lão bản đáp chính thị năm người rào bước đến bên cửa thần võ tên thị vệ giữa cửa công này vừa thấy vì tiểu bào đã kính cần ngỏ lời vấn an quế công 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 mạnh giỏi a à vì tiểu bảo tươi cười đáp anh em vui vẻ cả chứ mấy tên thị vệ tuy thấy bọn ngô lập thân ba người lạ mặt nhưng chúng lại dắt tay nhau đi bên vi tiểu bảo nên chẳng ai dám hỏi han gì năm người ra khỏi cửa thần võ đi thêm mấy chục bước vi tiểu bảo nói tại hạ phải về cung sau này sẽ có dịp tái bồi các vị bất tất phải thủ lễ ngô lập thân đáp ơn cứu mạng của công công bọn lão phu không dám mong đền đáp sau này thiên địa hội nếu có việc sai khiến, bọn ngô mỗ dù có phải nhảy vào nước lửa cũng chẳng từ nan. Vì tiểu bảo nói, không dám, lưu nhất chu rào bước đi trước quay đầu nhìn lại thấy ngô lập thân không đi lẻ thì lộ vẻ ngạc nhiên vì chỗ này cách cửa cung chưa xa, hãy còn nguy hiểm lắm. Vì tiểu bảo tủm tỉm cười trở về cửa thần võ nhìn hai tên thị vệ canh cửa nói, mấy vị thái giám thân tín của Hoàng Thái Hậu nói là vâng lệnh dụ của bà phái, coi tại hạ đưa mấy người ra khỏi cung còn mẹ nó chẳng hiểu bọn chúng ở phe nào tên thị vệ gác cửa hỏi làm gì mà họ khệnh khạng thế sao chúng dám yêu cầu đại giá của quế công công đưa ra chẳng lẽ chúng là hoàng thân quốc thích một tên thị vệ khác nói dù họ có là hoàng thân quốc thích cũng chẳng thể yêu cầu quế công công phải thân hành đưa đi vì tiểu bảo lắc đầu đáp thái hậu đã sai phái thì còn ai dám hỏi nữa tại hạ coi bốn người này không phải là hảo nhân trong lòng đã sinh nghi nhưng vì có hai tên thái giám cầm bút tích của thái hậu đến nên bọn nô tài chúng ta phải tuân theo. Có đúng thế không, mấy tên thị vệ đồng thanh, giả dạ, giả, dạ, dĩ nhiên chúng ta không thể nào khác được. Vì tiểu bảo trở về phòng thị vệ thấy mọi người hãy còn hôn mê chưa tỉnh, liền lấy thau nước lạnh vầy vào mặt Trương Khang Niên. Trương Khang Niên tỉnh lại mỉm cười hỏi, Quế Công Công, tại sao bữa nay chóng say thế? Hắn từ từ ngồi dậy thấy quang cảnh bề bộn trong sảnh đường, giật mình kinh hãi hỏi, bọn thích khách, đi hết rồi ư. Vì tiểu bảo đác, thái hậu phái đồng thái giám đem thuốc mê làm cho chúng ta ngã ra rồi cứu ba tên thích khách đem đi. Thuốc mê hiển nhiên là Trương Khang Niên đã đưa cho vi tiểu bảo. Bây giờ hắn nghe gã nói vậy trong lòng không tin, nhưng vừa tỉnh lại đầu óc còn hồ đồ cũng chẳng hỏi lại nữa. Vì tiểu bảo giả vờ hỏi, Trương Đại ca, có phải đa tổng quản đã sai đại ca ngấm ngầm thả bọn thích khách ra không? trương khang niên gật đầu đáp phải rồi đa tổng quản nói là vâng mật chỉ của hoàng thượng buông tha thích khách để ngấm ngầm điều tra xem tên cầm đầu bọn phản tặc là ai vi tiểu bảo nói phải rồi nhưng để thích khách tẩu thoát kẻ phụ trách việc canh giữ có tội gì không trương khang niên nghe vi tiểu bảo hỏi câu này bất giác giật mình kinh hãi ấp úng đáp cái đó cái đó dĩ nhiên là có tội nhưng nhưng đây là chỉ thị của đa tổng quản mà bọn tiểu nhân là kẻ thuộc hạ dĩ nhiên phải thi hành mệnh lệnh của cấp trên. Vì tiểu bảo lại hỏi, đa tổng quản có đưa thủ lệnh cho đại ca không? Trường Khang Niên càng kinh hãi hơn đáp, không có, lão gia chỉ truyền miệng, chẳng bao giờ, có thủ lệnh chi hết. Đa tổng quản còn nói đây là khâm tuân chỉ ý của thánh thượng. Vì tiểu bảo hỏi, đa tổng quản có đưa ngự bút của chúa thượng cho đại ca coi không? Trường Khang Niên ngập ngừng đáp, không, không có, chẳng lẽ, chẳng lẽ lời truyền của đa tổng quản còn giả được ư hắn nói mấy câu này toàn thân run bần bật hai hàm răng đụng vào nhau bật lên những tiếng lách cách vì tiểu bảo nói dĩ nhiên không có chuyện giả trá tại hạ sợ là sợ đa tổng quản lúc lâm sự không chịu nhìn nhận đổ tội lên đầu đại ca thì nguy lắm đó gã lại hỏi trương đại ca tại sao hoàng thượng lại thả bọn thích khách ra đại ca có biết không Trương Khang niên đáp theo lời đa tổng quản thì hoàng thượng muốn truy cứu ở ba tên thích khách này xem ai là kẻ đứng đằng sau lưng giật dây chúng vì chúng bất quá là những kẻ thuộc hạ cho nhân vật khác sai khiến vì tiểu bảo nói sự tình đúng là như vậy có điều trong cung đã thả thích khách rồi mà không tra xét được thì thật buồn tại hạ thấy vụ này cũng khó khăn chứ không phải dễ dàng ngày mấy tên thích khách mình còn chưa tin được thì người đứng sau màn giật dây chưa chắc đã điều tra ra sự thật không chừng Đức Hoàng thượng cho giết mấy ông bạn đây để bọn thích khách trông thấy khỏi sinh lòng ngờ vực. Vì tiểu bảo nói mấy câu này không phải đổ oan cho hoàng đế. Chính vua Khang Hy đã bảo gã giết mấy tên thị vệ để bọn thích khách tin tưởng. Trường Khang Niên nghe vi tiểu bảo nói mấy câu sau cùng sợ bờ vía, bụng bảo giả, hoàng thượng muốn giết bọn mình cũng chẳng phải là chuyện kỳ quái. Hắn quỳ mọp ngay xuống năn nỉ, xin công công cứu mạng cho. Hắn vừa nói vừa dập đầu lại như tế sao vì tiểu bảo đáp trương đại ca bất tất phải đa lễ gã để trương khang niên đứng lên rồi cười nói hiện giờ có mấy ông bạn tốt chịu tội thay rồi chúng ta cứ đổ lên đầu bốn vị thái giám phao ngôn cho bọn họ dùng thuốc mê đánh ngã mọi người để thả thích khách ra như thế là không can gì đến đại ca nữa hoàng thượng nghe nói bốn tên thái giám của thái hậu phái đi quyết không truy cứu nữa thật ra hoàng thượng không muốn giết các vị mà chỉ cần có người chịu tội để lấp liếm chuyện cố ý thả thích khách này có khi ngài còn thưởng ban cho các vị đại ca nữa. Trương Khang Niên cả mừng nói, mưu kế của công công thật là tuyệt diệu, đa tả công công đã giúp kế hoạch cứu mạng cho bọn tiểu nhân. Vụ này tuy không phải vi tiểu bảo cứu mạng cho Trương Khang Niên, nhưng vừa rồi hắn hôn mê bất tỉnh mà gã không chém chết cũng là tha mạng. Vì tiểu bảo nói, bây giờ chúng ta phải cứu các anh em tỉnh dậy cho mau để dặn họ chúng khẩn đồng từ buộc tội bốn tên thái giám buông tha thích khách. Trương Khang Niên vội đáp giả giả, nhưng hắn nghĩ tới chưa chắc mình đã thoát tội, trong lòng ngấm ngầm kinh hãi, chân tay bùn run. Hắn lấy nước lạnh vầy vào mặt bọn thị vệ cho chúng tỉnh lại. Mọi người nghe nói thái giám đồng kim khôi đánh thuốc mê cho ngã ra, rồi giết ba tên thái giám kia để cứu bọn thích khách, thì căm tức vô cùng, lớn tiếng thoá mạ. Ai cũng sinh lòng ngờ vực tự hỏi tại sao thái hậu lại thả thích khách, phải chăng bọn thích khách này do thái hậu gọi đến. Nhưng là chuyện liên can đến thái hậu, nên họ chỉ nghĩ thầm trong bụng chứ không dám nói ra miệng. Lúc này thi thể và quần áo đồng kim khôi đã tiêu tan hết, bọn thị vệ cho là họ đồng dẫn bọn thích khách trốn khỏi hoàng cung rồi. Vì tiểu bảo về phòng, Mộc Kiếm Bình hỏi ngay, "Quế đại ca có tin tức gì không?" Vì tiểu bảo đã, Quế đại ca thì chẳng có tin tức gì, nhưng Hảo đại ca lại có rất nhiều tin tức. Mộc Kiếm Bình mỉm cười nói, "Tin tức của đại ca, tiểu muội không nóng nghe." đã có người khác nóng ruột kêu đại ca bằng, hảo ca ca, phương di đỏ mặt lên, khẽ hỏi, hảo huynh đệ, người nhỏ tuổi hơn, ta kêu bằng hảo huynh đệ được không? Vì tiểu bảo thở dài đáp một cô hảo hiền thê bỗng biến thành hảo tỉ tỉ, thật là trong nháy mắt gà biến thành vịt, xong việc rồi, họ đã được cứu ra khỏi hoàng cung. Phương Di đột nhiên ngồi nhỏm dậy, cất giọng run run hỏi, huynh đệ, hảo huynh đệ đã cứu được lưu sư ca rồi ư? vì tiểu bảo đáp đại trưởng phu nhất muôn ký sổ ất cái gì mã nan truy ta đã hứa cứu người là phải cứu cho bằng được phương di hỏi hảo huynh đệ làm sao mà cứu được vì tiểu bảo cười đáp dĩ nhiên mình phải có rượu kế bao giờ cô gặp lưu sư ca gã sẽ nói cho cô nghe phương di thở phào một cái ngừng mặt trông lên nóc nhà nói tạ ơn trời đất quả là nhờ đức bồ tát bảo vệ cho được an toàn Tiểu bảo thấy Phương Di lộ vẻ vui mừng quá đổ, vui từ tâm khảm vui ra thì gã lấy làm khó chịu, khẽ hắng giọng một tiếng chứ không nói gì. Mộc kiếm bình biết ý lên tiếng, sư tỷ ơi, sư tỷ tạ ơn trời đất cùng đức Bồ Tát mà sao lại không tạ ơn vị hào huynh đệ kia. Phương Di đáp ơn đức của hào huynh đệ rộng như trời biển, há phải một lời tạ ơn mà được. Người ta thường nói, đại ơn không thể nói chuyện báo đáp, vậy ta chỉ ghi nhớ trong lòng. Vì tiểu bảo nghe nàng nói vậy lại khoan khoái vô cùng, cười ha hả nói, cái đó cô không phải báo đáp chi hết. Phương Di hỏi gã, hảo huynh đệ, Lưu Sư Ca có nói gì không? Vì tiểu bảo đáp y chẳng nói chi hết, chỉ năn nỉ ta cứu y ra. Phương Di, hừ, một tiếng, hồi lâu mới hỏi, y có hỏi gì đến ta không? Vì tiểu bảo ngẹo đầu ngẫm nghĩ rồi đáp không, ta đã bảo là cô hiện ở một nơi yên ổn và khuyên y cứ yên lòng chẳng bao lâu ta sẽ đưa cô đi hội diện với y, Phương Di gật đầu. Đột nhiên hai hàng lệ lã trả khôn cầm, Mục Kiếm Bình hỏi, sư tỷ, vì lẽ gì sư tỷ lại sụt sùi xa lệ? Phương Di đáp ta, vui mừng và xúc động quá chừng, vì tiểu bảo nghĩ bụng, hoàng thượng sai ta tra xét kẻ cầm đầu bọn thích khách là ai. Vậy ta phải ra ngoài chạy tiếu một hồi rồi trở về báo cáo. Gã nghĩ vậy liền ra khỏi hoàng cung thả bước về phía thiên kiều rong chơi mé tả thiên kiều là nơi tụ tập của những loại người phức tạp trên chốn giang hồ. Nơi đây toàn những tiệm tạp hóa cùng dạp hát, vì tiểu bảo chưa tới gần, bỗng thấy ngoài hai chục tên sai dịch ảo ảo kéo tới. Bọn này do hai tên bộ khoái thông lãnh, chúng dùng xích sắt trói năm tên bán hàng rong, quần áo lam lũ. Trong tay bọn sai dịch còn cầm bảy tám sâu đường phèn. Năm tên hàng rong này hiển nhiên là bọn bán đường phèn. Vì tiểu bảo chấn động tâm thần, đứng nép vào một bên thì thấy bọn sai dịch khóa năm tên hàng rong dẫn đi. Lại nghe trong đám đông có tiếng một lão già thở dài nói, năm nay đến cả bọn bán đường phèn cũng phạm pháp, vì tiểu bảo đang muốn hỏi cho biết chuyện, bỗng nghe một tiếng hắng rằng. Một lão già dâu tóc bạc phơ đến gần gã, lão chính là người lưng gù tên gọi bát tí viên hầu từ thiên xuyên. Từ thiên xuyên đưa mắt ra hiệu cho vi tiểu bảo rồi lập tức chờ gót đi ngay. Vi tiểu bảo liền đi theo lão đến một nơi vắng vẻ từ thiên xuyên nói vì hương chủ thật là một chuyện đáng mừng lớn tài trời vì tiểu bảo mỉm cười nghĩ bụng chắc lão này biết việc ta cứu thoát bọn ngô lập thân ra rồi gã liền đáp cái đó có chi đáng kể từ thiên xuyên trợn mắt lên hỏi tổng đà chủ đã tới mà hương chủ bảo không có gì đáng kể ư vì tiểu bảo giật mình kinh hãi ngập ngừng hỏi lại sư phụ của tiểu đệ đã đến ư từ thiên xuyên đáp đúng thế nửa đêm hôm qua lão nhân gia mới tới nơi thuộc hạ đang tìm cách thông chi cho vi hương chủ không ngờ lại được gặp đây bây giờ hương chủ hãy đến bái kiến lão nhân gia ngay lập tức vì tiểu bảo nói dạ dạ hồi năm mươi chín người áo xanh thình lình xuất hiện trong khi đi đường vi tiểu bảo đã dự tính mọi điều đối đáp với sư phụ trong khi người hỏi đến việc rèn luyện võ công gã biết sư phụ là một nhân vật rất tinh tế không thể lừa bịp một cách dễ dàng chỉ có đường liệu mà tùy cơ ứng biến gã không ngờ sư phụ vừa thấy mặt đã hỏi ngay đến vấn đề luyện võ gã không khỏi hoang mang ấp úng đáp thưa sư phụ những chỗ đệ tử không hiểu rõ rất nhiều đệ tử mong mỏi sư phụ giá lâm để xin chỉ điểm trần cận nam vốn tính ôn hòa mỉm cười đáp hay lắm nếu vậy chuyến này ta vì ngươi mà nán lại mấy ngày để chỉ điểm cho ngươi trần cận nam nói tới đây thì một người anh em giữ cửa lật đật tiến vào khom lưng bầm kính trình tổng đa chủ có người lên bái sơn tự xưng là mộc kiếm thanh và liễu đại hồng ở mộc vương phủ tại vân nam trần cận nam mừng rỡ đứng dậy nói chúng ta mau ra nghênh tiếc vì tiểu bảo nói đệ tử chưa kịp cải trang không tiện gặp bọn họ trần cận nam gật đầu đáp phải rồi người hãy ở mé sau chờ ta nghe bọn người thiên địa hội ra ngoài đón khách vì tiểu bảo truyền vào phía sau giáp vách sảnh đường, gã kêu ghế ngồi một lát đã nghe liễu đại hồng cười hô hố. Lão nói, trí nguyện bình sinh của tại hạ là được ra mắt một vị nổi danh thiên hạ như Tổng Đà chủ Bữa nay thế là mãn nguyện, dù có phải chết ngay cũng không uổng một đời. Trần Cận Nam đáp: liễu lão anh hùng có lòng quá yêu đề cao tại hạ, khiến tại hạ rất lấy làm hồ thẹn. Tổng Đà chủ vừa nói vừa dẫn khách vào sảnh đường, chia môi tân chủ an toàn lại nghe mộc kiếm thanh hỏi, trong quý hội có một vị là vi hương chủ không ở đây ư? Tại hạ muốn chính mình được ngỏ lời tạ ơn hương chủ. Ơn sâu đức cả của vi hương chủ khiến cho tệ sứ từ trên xuống dưới, chẳng ai là không cảm kích. Trần Cận Nam chưa biết vụ này, lấy làm kỳ hỏi, vì tiểu bảo là một đứa trẻ nít làm gì mà có công đức với quý phù. Tiểu vương gia bao dòng gã như vậy là đề cao qua đổi bỗng nghe một người lớn tiếng, thầy trò Tại Hạ và Lưu Sư Điệt đây được toàn là nhờ vi hương chủ cứu cho. Tại Hạ đã hứa lời với tiền sư phó ở quý hội là khi nào quý hội có sai phái tới. Thầy trò ngu mỗ xin hết sức tuân mệnh, dù gặp nguy hiểm đến đâu cũng không lùi bước. Người nói câu này chính là giao đầu sư tử ngu lập thân. Trần Cận Nam không hiểu nội vụ, liền hỏi tiền lão bản, tiền huynh đệ, vụ này là thế nào đây? nguyên tiền lão bản đã cùng bọn ngô lập thân ba người từ trong công gia đến thẳng chỗ ở của mộc kiếm thanh lão được bọn người mộc phủ giữ lại khoản đãi ăn uống xong mộc kiếm thanh và liễu đại hồng thân hành đưa mọi người đến trụ sở của thiên địa hội để tạ ơn tiền lão bản dẫn đường cho bọn này không ngờ đoàn người vừa tới nơi lại hay tin tổng đà chủ giá lâm tiền lão bản nghe chấn cận nam hỏi tới liền kể sơ lược những chuyện đã xảy ra lão nói vi hương chủ có một người bạn thân làm thái giám ở thanh cung viên thái giám này nhận lời ủy thác của vi tiểu bảo không từ nguy hiểm cứu bọn ngô lập thân ba người ra khỏi hoàng cung trấn cận nam nghe nói vậy liền hiểu ngay vi hương chủ cùng người bạn tốt nào đó cũng chỉ là vi tiểu bảo một mình gã đóng hai vai trò ông mừng thầm trong bụng cười nói tiểu vương gia liễu lão gia tử ngô đại ca ba vị thật khách sáo quá tệ hội cùng quý phủ như cây liền cành tình đồng thủ túc. Cùng là người nhà với nhau, ai gặp nạn là mình viện trợ được, lẽ đương nhiên phải gắng sức hết lòng. Sao ba vị lại nói đến chuyện đền ơn trả nghĩa? Vì tiểu bảo bất cụ A là tên tiểu đồ của tại hạ. Gã còn nhỏ tuổi chưa hiểu việc đời, có điều gã coi rất trọng hai chữ nghĩa khí. Ông nói tới đây, nghĩ thầm trong bụng tiểu bảo trà trộn vào thanh cung để ngấm ngầm do thám những điều ẩn bí ta chỉ mong gã dò la được những điều cơ mật trọng yếu của thanh triều, có lợi cho công cuộc phản thanh phục minh, làm nên nghiệp lớn. Bây giờ những chuyện tài đình đã xảy ra thế này, lai lịch gã tất bị bại lộ. Chẳng sớm thì muộn người giang hồ sẽ biết hết, nếu mình còn giấu giếm mộc vương phủ thì hiển nhiên không hết tình bằng hữu chi thân. Ngô Lập Thân nói, bọn tại hạ rất mong được gặp vi hương chủ để ngỏ lời cảm tạ. Trần Cận Nam cười đáp, vụ này tuy không phải chuyện tầm thường, nhưng chúng ta đã là chỗ bạn thân tại hạ không dám giấu giếm tên tiểu đồ vi tiểu bảo của tại hạ hiện trà trộn vào làm tiểu thái giám ở trong cung vậy tiểu thái giám kia cũng là gã đó rồi ông cất tiếng gọi tiểu bảo đâu người già bái kiến các vị tiền bối đi vi tiểu bảo ở sau vách sảnh đường lên tiếng dạ xin tuân lời sư phụ đoạn gã xoay mình tiến ra chắp tay cùng mọi người thi lễ bọn mộc kiếm thanh liễu đại hồng ngô lập thân đều đứng dậy ai cũng lấy làm kinh dị vô cùng. bọn Mục Kiếm Thanh không ngờ Vi Hương Chủ lại là Thái Giám. bọn Ngô Lập Thân, Ngao Biêu, Lưu Nhất Chu cũng không ngờ tên Tiểu Thái Giám đã cứu mạng cho bọn họ lại là Vi Hương Chủ và là đồ đệ của Trần cận Nam ở Thiên Địa Hội. Vì Tiểu Bảo cười hì hì nhìn Ngô Lập Thân nói: Ngô lão gia tử, vừa rồi ở trong hoàng cung, Vãn Bối đã đưa tên giả ra với lão tiền bối, xin lão tiền bối miễn trách cho. Ngô lập thân đáp lúc mình ở chỗ nguy hiểm dĩ nhiên phải thế. Lão Phu đã từng bảo Ngao Biêu, vị thiếu niên anh hùng này hành động rất lanh lợi, chẳng những có đảm lược, còn đầy lòng khảng khái. Trong cung bọn thát đát sao lại có nhân tài đến như vậy? Bọn Lão Phu rất lấy làm kỳ, té ra là một vị hương chủ trong thiên địa hội. Ha ha, thế thì không trách được, không trách được, Lão vừa nói vừa chìa ngón tay cái lên, Ngô lập thân là sư đệ của Liễu Đại Hồng oai danh cũng lừng lẫy trên trốn giang hồ. Trần Cận Nam thấy lão tán dương đồ đệ của mình, cũng nức lòng hời giả, cười nói, ngô huynh tán dương gã như vậy là quá cưng trẻ nít làm cho gã hư thân đó liệu đại hồng ngửa mặt lên cười hô hố nói, Trần Tổng Đà Chủ, bao nhiêu tiện nghi trong võ lâm đều bị Tổng Đà Chủ chiếm mất hết cả. Võ công đã cao thâm khôn lường, thanh danh lại lẫy lừng thiên hạ. Một tay gây dựng nên thiên địa hội hương vượng là thế đến việc thu đồ đệ cũng làm cho nở mặt nở mày trần cận nam chắp tay cười nói liễu lão gia tử nói vậy là cưng chiều cả tại hạ đến thành hư đốn mất liễu đại hồng lại nói trần tổng đà chủ bình sinh liễu mỗ chưa khâm phục mấy người thế mà phật độ của tổng đà chủ khiến cho lão phu phải phục sát đất ngày sau đổi được bọn thát đát đi rồi chu ngụ thái tử của chúng ta khôi phục cơ đồ lên ngôi hoàng đế thì chức tể tướng đương triều phải mời tổng đà chủ nắm lấy chẳng còn ai hơn nữa. Trần Cận Nam tùm tìm cười đáp tại hạ đức thiền tài sơ, khi nào dám giữ ngôi cao. Tiền lão bản bỗng xen vào, liễu lão gia tử, ngày sau đổi được quân thát đát rồi, chu tam thái tử lên ngôi hoàng đế, trung hưng cơ nghiệp nhà đại minh. Toàn thể anh em nhất định cử liễu lão gia lên cầm quyền đại nguyên soái thống lãnh binh mã trong thiên hạ. Liễu đại hồng trợn mắt lên hỏi, lão, sao sao, chu tam thái tử nào? tiền lão bản đáp long võ thiên tử bỏ mình vì nước còn để lại chu tam thái tử hiện thời tạm lánh ngoài đảo đài loan ngày sau thu phục giang sơn đem yên chu tam thái tử lên ngôi hoàng đế là đúng vị nhân quân liễu đại hồng đứng phát dậy lớn tiếng chuyến này thiên địa hội đã cứu thoát sư đệ cùng đồ đệ của lão phu dĩ nhiên toàn thể bọn lão phải mang nặng mối ân tình đó nhưng vị hoàng đế chính thống thì nhất định không thể nào sai chật được tiền lão đệ Trần Mệnh Thiên Tử hiển nhiên là Chu Ngũ Thái Tử mới đúng. Vĩnh Lịch Thiên Tử là vị nhân quân chính thống nhà Đại Minh, thiên hạ ai ai cũng biết. Vậy lão đệ không được nói càn, bữa trước giữa Từ Thiên Xuyên và anh em họ Bạch xảy chuyện động thủ cũng chỉ vì chuyện tranh chấp hai vị Hoàng đế Long Võ và Vĩnh Lịch ở ngôi chính thống mà ra. Trịnh Thành Công và Thiên Địa Hội ở Đài Loan một mực phò tá đường vương. Còn phe mộc vương phủ lại bảo vệ Quế Vương hiện giờ nhà mãn thanh đang cầm quyền thiên hạ mà việc tranh chấp giữa hai phe đường vương cùng quế vương vẫn tiếp tục khai diễn thủy trung không giải quyết được trần cận nam là một nhân vật rất thông hiểu đại cuộc ông biết rằng công việc trước mắt là phải liên kết hào kiệt trên chốn giang hồ hiệp lực chống nhà mãn thanh chưa thu phục lại giang sơn đã đề cập đến chuyện chu tam thái tử lên làm hoàng đế thì còn sớm quá điều cần nhất là đừng làm tổn thương hòa khí giữa những người lo chung công cuộc lớn lao ông liền mỉm cười nói: Liễu lão gia tử, lão gia bất tất phải động nổ, ngồi chính thống nhà Đại Minh thuộc về ai là một việc lớn. Chúng ta bất quá là kẻ thần tử, thì trong lúc nhất thời khó mà tranh chấp cho ra lẽ phải. Đoạn ông hô người bày tiệc rượu và nói tiếp: nào, mời các vị hãy uống say một bữa cho thỏa thích, chỉ mong sao toàn thể chúng ta đồng tâm hiệp lực quét sạch bọn thát đát, còn bất cứ việc gì hãy để về sau sẽ thương lượng cũng chưa muộn. Mục kiếm thanh lắc đầu nói, Trần Tổng Đà Chủ nói vậy là sai. Danh không chính thì ngôn không thuận, ngôn không thuận thì việc không thành. Bọn tại hạ khuôn phò chu ngũ thái tử quyết chẳng phải vì mưu đồ vinh hoa phú quý. Tưởng Tổng Đà Chủ nên hiểu thiên mệnh về đâu, người đó mới là chính thống. Ai tận trung với chu ngũ thái tử thì bọn mục vương phủ từ trên xuống dưới đều vâng theo giam giáp. Nếu Trần Tổng Đà Chủ cũng đồng quan điểm thì bọn tại hạ dù có làm kẻ rong xe rồi ngựa cũng không dám trái lệnh trần cận nam mỉm cười lắc đầu đáp trời không hai mặt nước chẳng hai vua chu tam thái tử hãy còn đường hoàng ở đài loan mấy chục quân dân trên hải đảo cùng mười mấy vạn anh em trong thiên địa hội đã dốc dạ phò chu tam thái tử liễu đại hồng tính nóng như lửa mắt trợn tròn lớn tiếng hỏi trần tổng đà chủ nói những gì mà mấy chục vạn quân dân mười mấy vạn anh em phải chăng tổng đà chủ ì vào số đông để thủ thắng cậy thế lớn ăn hiếp người nhưng hàng ức triệu bách tính trong thiên hạ đều biết vĩnh lịch thiên tử bò mình vì nước ở đất diến điện là vị hoàng đế tối hậu của nhà đại minh chúng ta không lập con cháu vĩnh lịch thiên tử thì đối với một vị thiên tử nhà đại minh chịu muôn vàn gian khổ và chết bất đắc kỳ từ sao cho phải đảo lão nói tới đây khản tiếng phải dừng lại Trần Cận Nam chuyến này lên Bắc Kinh Cốt để hỏi cho biết rõ vụ tranh chấp môi chính thống thuộc đường Vương và Quế Vương giữa bát tí viên hầu từ Thiên Xuyên cùng anh em Ho Bạch trong mộc vương phù để xảy việc lỡ tay đánh chết Bạch Vạn Tùng. Ông là người cơ trí thâm trầm, bụng giả Quảng Bác đã biết trước việc lớn phản thanh phục minh cần phải liên lạc với hào kiệt người Hán trong thiên hạ, trung lưng đấu cật, mưu đồ nghĩa cử, mới mong thành tựu. Nếu chưa đánh đuổi được bọn thát đát đã tranh chấp nhau gây cuộc rối loạn xa ngầu là một trở ngại rất lớn cho việc chống đối nhà Thanh. Vì thế nên khi vừa hay tin kia, lập tức ông bỏ hết mọi việc lại, đi ngay đêm đến Bắc Kinh, chỉ mong sao giữ được mối giao hảo với Mộc Vương Phủ dù có phải nhường nhịn cũng đành. Khi tới Kinh, ông hỏi ra cục riêng đã trở lại hòa hoãn, không đến nỗi nghiêm trọng như ông đã tiên liệu ông biết cả việc anh em trong thiên địa hội ở kinh đô vi tiểu bảo thống lãnh đã đến tương hội với những nhân vật đầu não của mộc vương phủ hai đôi bên chưa đến nỗi mất mặt với nhau mà còn có cơ trở lại hoa wow. hào trần cận nam đã mừng thầm trong bụng lại nghe nói vi tiểu bảo vừa cứu thoát được bọn mô lập thân ba người của mộc vương phủ thì vụ thiên xuyên ngộ sát bạch hoa tùng nhất định thông qua được không còn nghi ngờ gì nữa bây giờ mộc kiếm thanh và liễu đại hồng lại gợi ra việc tranh chấp đường vương cùng quế vương tình thế dần dần đi đến chỗ gay gâu sắp thành cục diện kiếm tuốt cung dương. Ông thấy Liễu Đại Hồng vừa nhắc tới vụ vĩnh lịch hoàng đế bỏ mình vì nước, hai hàng lão lệ lã trả tuôn rơi bất giác lòng ông xe lại chậm rãi lên tiếng. Việc Đức Vĩnh Lịch bệ hạ bỏ mình vì nước khiến cho trời đất cùng thán nhân đều phẫn nộ. Một tiểu vương gia, liễu lão gia tử, chúng ta chưa trả xong mối đại cửu sao đã gây nên cuộc tranh chấp giữa người nhà kế hoạch ngày nay là chúng ta nên đồng tâm hiệp lực giết chết ngô tam quế để báo thù cho vĩnh lịch bệ hạ cùng rửa hận cho mục lão vương gia trần cận nam vừa nói đến mấy câu sau cùng bọn mục kiếm thanh liễu đại hồng ngô lập thân đều đứng cả dậy đồng thanh nói trần tổng đà chủ nói phải lắm phải lắm rồi người thì nước mắt đầm đìa kẻ thì toàn thân phát run ai nấy đều kích động vô cùng Trần Cận Nam lại nói tiếp, còn việc Đức Long Võ hay Đức Vĩnh Lịch là mua trinh thống thì lúc này ta chưa cần bàn đến. Mộc Vương gia, Liễu lão gia tử, anh hùng thiên hạ, chẳng ai là không căm hận Ngô Tam Quế thấu xương. Chỉ mong sao có người giết được Ngô Tam Quế là toàn thể anh em đều vâng lệnh nhân vật đó. Phụ thân của Mộc Kiếm Thanh là Mộc Thiên Ba bị Ngô Tam Quế giết chết, nên Mộc Kiếm Thanh này cũng như đêm chỉ nghĩ sao giết được Ngô Tam Quế. Y nghe Trần Cận Nam nói vậy liền hô lên trước, chính thế, ai mà giết được Ngô Tam Quế là anh hùng thiên hạ nhất nhất, tuân theo mệnh lệnh của vị đó. Trần Cận Nam nói, Mộc Vương gia, bây giờ Quý phủ cùng Tệ hội lập lời thề ước với nhau. Nếu vị anh hùng nào ở Quý phủ mà giết được Ngô Tam Quế thì thiên địa hội từ trên xuống dưới đều tuân theo hiệu lệnh của Mộc Vương phủ. Mộc kiếm thanh nói theo, nếu người giết được Ngô Tam Quế là một vị anh hùng trong thiên địa hội, thì mộc gia ở Vân Nam từ mộc kiếm thanh này trở xuống. Ai ai cũng tuân theo mệnh lệnh của Trần Tổng Đà Trù trong thiên địa hội. Hai người cùng giơ tay ra vỗ một tiếng. Thời bấy giờ trên trốn giang hồ nếu đã vỗ tay ba tiếng để tuyên lời trọng thể thì nhất quyết không hối hận nữa. Trần Cận Nam cùng mộc kiếm thanh mới vỗ tay một tiếng tiếng thứ hai sắp bắt đầu thì đột nhiên trên nóc nhà có người nổi lên chàng cười rồi lớn tiếng hỏi nếu ta giết được ngô tam quế thì sao tiếp theo trên nóc nhà phía đông và phía tây đồng thời có tiếng quát hỏi ai những người thiên địa hội canh gác trên nóc nhà nhảy sổ lại kế đó một tiếng bịch khẽ vang lên một người từ trên nóc nhà đã nhảy xuống sân cửa sổ không có gió tự nhiên mở ra một bóng xanh mau lẹ phi thường lạng mình chuồn vào mé đông có phong tế trung và từ thiên xuyên mé tây liễu đại hồng và ngô lập thân giang tay ra ngăn lại. Người kia nhẹ nhàng nhảy cao lên lướt qua đỉnh đầu bốn người, đến đứng sững trước mặt Trần Cận Nam và Mộc Kiếm Thanh. Phong tế chung, từ thiên xuyên, liễu đại hồng và ngô lập thân đều là những tay cao thủ hạng nhất trên chốn giang hồ hiện nay. Vậy mà cả bốn người hợp lực vẫn không cản được người kia để họ nhảy vào thì thật là một điều khó ai tin tưởng. Người kia vừa đứng xuống đất, bọn phong, từ, liễu, Ngô đã vươn tay ra chụp lấy người hắn. Phong tế trung nắm vai bên phải, từ thiên xuyên chụp trúng nách bên phải đối phương. Liễu đại hồng nắm được cánh tay trái, ngô lập thân vung cả hai tay chụp được sau lưng đối phương. Bốn người đều thi triển cầm nã thủ pháp vào hạng thượng thẳng. Người kia tuyệt nhiên không phản kháng, bật cười hỏi thiên địa hội và mộc vương phủ đối đãi với hảo bằng hữu thế này ư. Mọi người bây giờ nhìn lại thì người lạ mặt là một thiếu niên lối 23. 24 tuổi, mặc áo bảo xanh. Thân hình cao và gầy, có dáng văn nhược thư sinh. Trần Cận Nam chắp tay hỏi, tôn tính đại danh Túc Hạ là gì? Có phải là hảo bằng hữu với bọn tại hạ không? Gã thư sinh kia cười đáp, nếu chẳng phải là hảo bằng hữu thì đã không đến. Đột nhiên người gã co lại như trái banh thịt. Bọn phong tế chung bốn người bỗng tuột tay ra nắm vào quãng không? Lại thấy một làng bóng xanh bay vọt lên không? Trần Cận Nam nổi lên chàng cười vươn tay mặt ra chụp nhanh như trước gã thư sinh thoát được bàn tay bốn người nhưng bỗng cảm thấy gót chân trái bị nắm chặt như đóng đai sắt giữa những tiếng sột soạt như xé lụa gã nổi lên chàng cười ha hả vông chân phải đá vào mặt trần cận nam phát đá này kinh lực rất mạnh trần cận nam tiện tay cầm lấy chiếc kỳ trà bên cạnh dơ lên đỡ chát một tiếng vang chiếc kỳ trà gỗ hồng lập tức vỡ tan tành trần cận nam hất tay mặt ra liệm gã thư sinh xuống đất mông gã thư sinh vừa chấm đất không hiểu gã phát huy luồng tình lực gì khiến cho người gã như một mảnh gói đánh thiên lia trên mặt nước lướt qua nền gạch xanh ra xa mấy trường. lưng gã bỗng thẳng lên gã đứng tựa vào tường trong tay bọn từ thiên xuyên liễu đại hồng ngô lập thân phong tế Chung còn cầm một nắm vải té ra áo trường bào của gã thư sinh đã bị họ nắm rách tiếng sột soạt vừa rồi như xé lụa tức là những mảnh áo rách này gây ra động tác của thư sinh cực kỳ mau lẻ. Sáu người đã ra tay là những tay cao thủ danh gia rất lanh lợi đứng bảng quan đều trông thấy rõ không nhịn được đều lớn tiếng hoan hô. Trong những người gieo hò này thanh âm vang dội nhất là thiết bối thương long liễu đại hồng. Giao đầu sư tử ngô lập thân chỉ lắc đầu quẩy quẩy. Lão vừa lộ vẻ bẽ bàng vừa thán phục. Trần Cận Nam mỉm cười hỏi thư sinh các hạ đã nhận là hảo bằng hữu sao lại không ngồi chơi sôi nước đã thư sinh chắp tay đã, tại hạ xin quấy quả chung trà này. Gã bệ vệ chắp tay xá mọi người xung quanh rồi tiến lại ngồi xuống chiếc ghế ở dưới cùng. Nếu vừa rồi quần hùng không chính mắt mình trông thấy thư sinh thi triển võ công tuyệt đỉnh thì chẳng tiền nào tin được con người văn nho lả lướt như vậy lại mang một bản lãnh cao cường vào hàng thượng thẳng đến như thế. Trần Cận Nam cười nói, sao các hạ lại quá khiêm như vây? Mời các hạ ngồi trên này. Gã thư sinh lắc đầu đáp, không dám, không dám tại hà đã được ngồi chung với chúng vị anh hùng thế này là một điều đại hân hạnh lắm rồi khi nào còn dám ngồi trên gã ngừng lại một chút rồi tiếp thưa trần tổng đà chủ vừa rồi tổng đà chủ hỏi tên họ mà tại hạ chưa kịp phúc đáp xin cam tội thất kính tại hà họ lý tên gọi tây hoa bọn trần cận nam liễu đại hồng nghe gã xương danh đều nghĩ bụng trong võ lâm mình chưa từng nghe nhân vật nào mang danh hiệu lý tây hoa đây chắc chỉ là tên giả nhưng trong lớp thiếu niên anh hùng, mình cũng chưa thấy vị nào bản lãnh cao thâm như gã này. Trần Cận Nam đáp tại hạ là kẻ hù lậu, kiến văn hẹp hòi, chưa được biết một vị đại anh hùng trên trốn giang hồ như các hạ, thật lấy làm hổ thẹn. Lý Tây Hoa cười khanh khách nói người ta đồn Trần Tổng Đà Chủ ở thiên địa hội đối đãi với mọi người một giả trí thành, quả nhiên tiếng đồn không ngoa. Giả tỷ Tổng Đà Chủ nghe tại y hạ xưng tiện danh rồi đáp lại bằng câu, hâm mộ đại danh từ lâu, thì tại hà tuy không nói ra miệng nhưng trong lòng cũng có ý nghĩ không đẹp tại hà mới ra khỏi liều danh chẳng có chút tiếng tăm gì trên chốn giang hồ chính tại hà cũng chưa biết mình thế nào chứ đừng nói người ngoài ha 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 trần cận nam mỉm cười nói cuộc tương hội bữa nay sẽ khiến cho đại danh của lý huynh lừng lẫy khắp giang hồ từ đây trở đi bất cứ ai gặp lý huynh cũng nói câu hâm mộ đại danh từ lâu trần cận nam nói câu này thật cao minh ai nghe cũng hiểu ngay là một lời kín đáo mà thành thực. Nên biết bốn tay đại cao thủ ở Mộc Vương Phù và Thiên Địa Hội không ngăn cản được thư sinh lèn vào, lại nắm không chắc để gã thoát thân. Trần Cận Nam đối phó với gã hai chiêu chỉ chiếm được một chút thượng phong. Như vậy thì thân pháp của thư sinh dĩ nhiên khắp giang hồ đều cảm phục. Lý Tây Hoa lắc đầu đáp không phải thế, vừa rồi tại hạ phô trương bất quá là mấy môn công phu nhỏ mọn, không khỏi có vẻ bằng môn tà đạo liễu lão ra từ đây đã xử chiêu, vân trung hiện chảo, nắm được cánh tay tại hạ suýt bị gãy rơi. Còn vị ưa lắc đầu với tròm dâu rậm thì hai tay nắm được lưng tại hạ. Chắc đó là chiêu, đoán thỏ thù, y nắm chặt đến độ tại hạ phải giờ khóc giờ miếu. Còn vị lão công công dâu bạc ra chiêu, bạch thiên thủ đao, nắm lấy khối thịt dưới nách tại hạ chằng chằng không chịu buông ra. Vị bằng hữu này xử, một chiêu xảo diệu phải chăng là thành hoàng tiêu quy. Phong tế trung chĩa ngón tay cái bên trái lên, tuy không nói gì, nhưng đã thừa nhận là thư sinh nói đúng. Đó quả là chiêu, tiểu quỷ phản thành hoàng, gã thư sinh nói ngược lại cho có vẻ khiêm nhường. Hồi 60, thần trảo giết người không dấu vết, bọn phong tế trung bốn người cùng ra tay một lúc nắm được lý tây hoa. Kế đó y cửa thoát nhảy vọt cao lên, bao nhiêu cử động chỉ diễn ra trong giây lát sau lưng không có mắt mà lý tây hoa cũng nhận được chiêu số từng người không sai chật chút nào tựa hồ những môn võ công đó của chính gã phát ra liễu đại hồng nói lý huynh chẳng những thân thủ lý huynh đã cao thâm mà nhãn quang cũng đến trình độ phi thường lý tây hoa xua tay đáp liễu lão gia tử quá khen mà thôi những chiêu số thi triển vào mình tiểu đệ bất luận chiêu nào cũng có thể giết người được nhưng các vị chỉ điểm tới liền dừng tay lại không làm cho tiểu đệ bị thương chút nào tiểu đệ rất lấy làm cảm kích các vị đã nương tay. Bọn phong tế trung nghe nói rất lấy làm hài lòng, nên biết Lý Tây Hoa nói vậy là đúng sự thật. Trong bốn chiêu, vân trung hiện trào, đoàn thể thủ, bạch thủ viên đào, tiểu quỷ phản thành hoàng, chiêu nào cũng có thể biến thành sát thủ rất lợi hại, chỉ tăng thủ kình một chút là xong. Lý Tây Hoa nêu ra điểm này quả làm cho bốn người thêm phần hãnh diện. Trần Cận Nam hỏi Lý Huynh Quang Lâm, không hiểu có điều chi dạy bảo lý tây hoa đáp trước hết tại hạ có lời xin lỗi quý vị nguyên tại hạ rất ngưỡng mộ thanh danh của trần tổng đà chủ lại hay tin dịp này trần tổng đà chủ đến bắc kinh nên cố tìm tới nơi chiêm ngưỡng dung quang vì không có người giới thiệu tại hạ phải mạo muội vào đây một cách đột ngột lúc tại hạ ngồi trên nóc nhà đã nghe lén câu chuyện giữa quý vị tại hạ cũng căm hận tên gian tặc ngô tam quế thấu xương giận mình không thể băm xác hắn ra làm muôn đoàn trong khi bồng bột không nhịn được tại hạ đã thốt lời huy anh hoang vô lễ. Mong liệt vị thứ tội cho, y nói rồi đứng dậy khom lưng hành lễ, quần hùng cũng đứng lên đáp lại, mục kiếm thanh nói các hạ coi ngô tặc là kẻ thù thì chúng ta vừa là đồng đạo vừa là đồng chí, việc liên kết với nhau cung mưu đồ chu diệt tên đại gian tặc đó chẳng có điều chi chờ ngại. Lý Tây Hoa đáp đúng thế, đúng thế. Lúc nãy tiểu vương gia cùng Trần Tổng Đà Chủ đang vỗ tay tuyên thệ dở dang rồi bị tại hạ đường đột cắt ngang vụ đó, vậy bây giờ hai vị tiếp tục đi. Sau khi hai vị vỗ tay xong, tại hạ cũng vỗ tay ba phát được chăng? Liễu Đại Hồng hỏi, theo lời các hạ thì giả tỷ các hạ giết được ngô tam quế quần hào trong thiên địa hội và mộc vương phù đều phải nghe theo mệnh lệnh của các hạ hay sao? Lý Tây Hoa đáp, tại hạ không dám thế, bất quá là một kẻ hậu sinh tiểu tử tại hạ chỉ mong được theo gót các vị anh hùng lấy làm mãn nguyện lắm rồi. Khi nào dám ra hiệu lệnh cho hào kiệt thiên hạ, liễu đại hồng gật đầu hỏi, theo nhận xét của các hạ thì trong hai vị tiên đế Long Võ và Vĩnh Lịch ai là ngôi chính thống của nhà đại minh? Nguyên ngày trước liễu đại hồng theo vĩnh lịch hoàng đế cùng mộc thiên ba truyền xuống vùng Tây Nam, từ Vân Nam qua Diến Điện phải trải qua nhiều phen gian nan nguy hiểm vô cùng. Kết quả là vĩnh lịch hoàng đế bị ngô tam quế giết chết lão đã lập lời huyết thệ xin cúc công tận tuy phò tá dòng dõi vua vĩnh lịch đoạt lại ngôi hoàng đế. Trần Cận Nam thì để hết tâm nguyện vào đại cuộc, không muốn vì vụ này mà xảy chuyện tranh chấp. Nhưng vị lão anh hùng kia thủy chung ôm một bầu nhiệt huyết nghĩ tới vụ này. Lý Tây Hoa nghe lão hỏi vậy liền đáp tại hạ có một điều khó nghe nói ra xin các vị miễn trách. Liễu đại hồng tính nướng như lửa, không nhịn được, biến đổi sắc mặt hỏi ngay, phải chăng các hạ là bộ thuộc cũ của lỗ vương? nguyên ngày trước sùng trinh hoàng đế nhà minh chết rồi các nơi đều tự lập lên phong trào phản kháng nhà thanh thoạt tiên có phúc vương sau có đường vương lỗ vương và quế vương liễu đại hồng vừa nói ra khỏi cửa miệng liền biết ngay thuyết của mình chật rồi lý tây hoa hãy còn nhỏ tuổi sinh sau hồi quân thanh vào quan ải nhất quyết không phải là cựu bộ của lỗ vương lão liền đặt lại câu hỏi tiền nhân của các hạ là bộ thuộc của lỗ vương phải không lý tây hoa không trả lời câu hỏi của lão gã nói sau này hễ ai đuổi được quân thát đát thì các vị con cháu sùng trinh phúc vương đường vương lỗ vương hay quế vương đều có thể lên làm hoàng đế hơn thế nữa hễ là người hán chúng ta thì bất luận ai làm hoàng đế cũng được mục tiểu vương gia liễu lão gia tử muốn làm cũng được trịnh vương gia trần tổng đà chủ ở đài loan cũng chẳng có điều chi không được Đức Thái Tổ Hoàng đế nhà Đại Minh đuổi Hoàng đế Mông Cổ chạy rồi có đi mời con cháu họ triệu nhà Tống lên làm Hoàng đế đâu. Chính Ngài lên ngôi đại bảo, vẫn được nhân dân vui lòng thấn phục. Lý luận này quần hùng hồi lâu chưa ai nêu ra, bây giờ nghe Lý Tây Hoa nói vậy đều biến sắc, những muốn lên tiếng bài xích. Nhưng sau nghĩ lại một chút thấy lời nghị luận đó không phải hoàn toàn vô lý. Liễu Đại Hồng đập xuống kỳ trà đánh, chát một tiếng rồi thét lên người nói mấy câu này thật là kẻ đại nghịch vô đạo chúng ta là nhân dân nhà đại minh kẻ vi thần chỉ cầu mong khôi phục nhà đại minh có lý đâu lại lòng lang dạ thú như thế được lý tây hoa tuyệt không nổi nóng tươi cười hỏi liễu lão gia tử vãn bối có điều chưa rõ muốn thỉnh giáo lão gia đó là điều lão gia vừa đề cập đến hồi cuối nhà đại tống quân thát đát ở ngoài mông cổ xâm chiếm giang sơn gấm vóc của người hán chúng ta Đức Thái Tổ nhà Đại Minh là Hồng Võ Hoàng đế dây nghiệp ở Phụng Dương đuổi được quân Thắt Đát. Sao ngài không tái lập con cháu họ triệu lên làm Hoàng đế? Liễu Đại Hồng hắng giọng một tiếng rồi đáp, khí số ở triệu đã hết. Giang Sơn này do Đức Thái Tổ Hoàng đế nhà Đại Minh ta dày công huyết chiến mới thu về được. Dĩ nhiên ngài không phải hai tay bưng lên cho họ triệu. Huống chi con cháu họ triệu không một tấc công lao trong việc đánh đuổi quân Thát Đát. Dù Đức Thái Tổ Hoàng đế ta có chịu nhường ngôi cho họ chịu thì trăm họ và tướng sĩ trong thiên hạ cũng không phục. Lý Tây Hoa nói, lão gia nói đúng lắm, mai đây con cháu họ chu có tất công lao nào hay không cái đó chưa biết được. Nếu họ lập đại công thì tự nhiên mọi người sẽ suy tôn lên. Ngồi hoàng đế người ngoài muốn tranh cướp cũng không được, bằng họ chẳng chút công lao thì có ngồi lên bảo vị e rằng cũng không yên được. Liễu lão gia tử, công cuộc phản thanh này có muôn ngàn đường lối lúc thì nên gấp rút, khi cần phải từ từ. Tỷ như việc hạ sát ngô tam quế nên gấp rút mà việc lập tân hoàng đế hãy thong thả. Liễu đại hồng bị Lý Tây Hoa thuyết một hồi khiến lão cứng lưỡi, há miệng mà không giáp lên lời. Lão làm nhảm, cái gì mà gấp với khoan? Lão phu nhận thấy mọi việc đều cần kiếp hận mình chẳng thể làm một lúc cho xong hết. Lý Tây Hoa hỏi, sở dĩ việc giết ngô tam quế nên cấp bách là vì ngô tặc đã tuổi cao nếu không giết mau thì hắn chết một cách yên lành, há chẳng để hào kiệt nghĩa sĩ trong thiên hạ phải ôm mối đại hận suốt đời. còn việc lập tân quân sẽ diễn ra sau khi đuổi được quân thát đát, chúng ta chỉ nên lo vụ này để khôi phục giang sơn. thành sự rồi khó gì không tìm được một đấng minh quân, phải vậy không? trần cận nam nghe lý tây hoa giải thích rất rõ ràng, lại hợp tình hợp lý, nên trong lòng rất bội phục. ông nói lý huynh nói rất đúng nhưng tại hạ chưa hiểu chúng ta phải làm thế nào để chu diệt tên gian tặc ngô tam quế mong rằng lý huynh cho nghe lời cao luận lý tây hoa đáp tiểu đệ không dám đó chính là điều cốt yếu mà tiểu đệ muốn lãnh giáo ở các vị mộc kiếm thanh hỏi trần tổng đà chủ có cao kiến gì chăng trần cận nam đáp theo nhận xét của tại hạ thì ngô tặc đã gây nên tội nghiệt quá lớn giết một mình hắn chưa đủ đền tội trong muôn một vậy cần phải làm cho hắn thân danh tan nát giết cho kỳ hết già trẻ lớn bé nhà hắn. Nhất thiết những binh tướng bộ thuộc đã theo hắn làm càn làm bậy đều phải tung mẻ lưới quét sạch mới hả lòng phẫn nộ của trăm họ. Liễu đại hồng vỗ bàn la lên, phải lắm, phải lắm, lời nói của tổng đà chủ đúng vào tâm khảm của lão phu. Trần lão đệ, ta nghe lão đệ nói mà chân tay ngứa ngáy, máu nóng sôi lên. Bây giờ phải dùng rượu kế gì để giết cho kỳ hết đám giặc trong phủ bình Tây Vương, không để sống sót một mống lão nắm lấy cổ tay Trần Cận Nam vừa lắc vừa rục, nói lẹ đi, nói lẹ đi, Trần Cận Nam mỉm cười đáp đó là điều mong đợi của toàn thể anh em. Tại hạ chưa có kỳ mưu diệu kế gì để chu lục ngô tam quế. Liễu đại hồng, ủa, một tiếng, buông tay Trần Cận Nam. Nỗi thất vọng lộ ra ngoài mặt, Trần Cận Nam giơ tay ra nhìn Mộc Kiếm Thanh nói, tiểu vương ra, chúng ta còn hai cái vỗ tay nữa. Mộc Kiếm Thanh ngắt lời, phải rồi hai người giơ tay đập vào nhau hai phát. Trần Cận Nam quay lại nhìn Lý Tây Hoa hỏi, chúng ta lại vỗ tay ba phát nên chăng? Ông vừa nói vừa xòe tay ra. Lý Tây Hoa đứng dậy cung kính đáp, Trần Tổng Đà Chủ mà giết được ngô tặc thì dĩ nhiên Lý Mỗ xin kính cẩn vâng theo hiệu lệnh của thiên địa hội. Còn Lý Mỗ nếu may mắn mà trừ được tên đại gian ác đó, chỉ mong Trần Tổng Đà Chủ chiếu cố công Lý Mỗ kết nghĩa Kim Lan, đồng thời nhường cho tại hạ tôn Tổng Đà Chủ làm huynh trường. Ngoài vụ này, Lý Mỗ không dám mong gì hơn nữa. Trần Cận Nam cười khanh khách nói, Lý Hiền Đệ, thế thì Hiền Đệ quá yêu tiểu huynh rồi. Hay lắm, bậc đại trượng phu nhất môn ký xuất tứ mã nan truy. Vì tiểu bảo đứng bên thế quần hùng lộ vẻ hiên ngang khẳng khái, gã không nhịn được, bao nhiêu mạch máu căng phồng lên, hận mình không lớn tuổi ngay lập tức cho bằng anh em. Gã còn muốn võ công cũng lập tức cao thâm như Lý Tây Hoa để phô trương tài nghệ trước mặt chúng anh hùng gã nghe sư phụ nói đến câu đại trượng phu nhất môn ký xuất tư mã nan truy bất giác miệng lẩm bẩm còn mẹ nó tư mã là ngựa khỉ gì sao nó chạy mau thế trần cận nam liền truyền cho thuộc hạ bầy yến tiệc khoản đãi quần hùng trên tiệc lý tây hoa niềm nở tươi cười ăn nói hoạt bát mà thủy trung vẫn không để lộ lai lịch môn phái của hắn tiếp theo huyền trinh đạo nhân cùng tô cương giới thiệu vi tiểu bảo với quần hùng lý tây hoa thấy vi tiểu bào còn nhỏ tuổi mà đã làm đến hương chủ thanh mộc đường trong thiên địa hội thì không khỏi ngạc nhiên sau hắn biết gã là đồ đệ trần cận nam miệng lẩm bẩm té ra là thế hắn ngồi uống mấy trông rượu rồi ngỏ lời cáo biệt trần cận nam đưa chân hắn ra cửa ghé tai nói nhỏ lý hiền đệ lúc nãy tiểu huynh chưa hiểu hiền đệ là bạn hay là thù thành ra có điều đắc tội nguyên lúc tiểu huynh nắm gót chân hiền đệ đã sử dụng ám kinh sau hai giờ luồng kinh lực này sẽ phát tác khi bệnh lên cơn hiền đệ chớ có tự mình phát huy kinh lực để hóa giải cứ đào huyệt dưới đất chôn vùi toàn thân xuống chỉ để hơ mũi và miệng ra hô hấp mỗi ngày ngâm mình dưới đất bốn giờ làm như vậy trong bảy ngày là không lo gì nữa lý tây hoa giật mình kinh hãi hỏi phải chăng tiểu đệ đã trúng ngưng huyết thần trảo của đại ca trần cận nam đáp hiền đệ bất tất phải lo âu cứ theo phương pháp hóa giải đó là không sợ nguy hiểm gì nữa. Tiểu huynh lỗ mãng, mong hiền đệ miễn trách. Lý Tây Hoa nghe nói liền dấu vẻ kinh hoàng, cười nói. Cái đó là tiểu đệ mình làm mình chịu, trách đại ca thế nào được. Gã thở dài nói tiếc. Bữa nay tiểu đệ mới biết ngoài vòng trời này còn vòng trời khác. Ngoài cõi người này còn cõi khác. Đoạn gã khom lưng thi lễ rồi băng băng ra đi. Liễu đại hồng hỏi trần tổng đa chủ tổng đà chủ đã thi triển ngưng huyết thần trào vào trong người gã rồi ư lão phu nghe nói ai chúng phải thần trào này chỉ trong ba ngày là huyết dịch toàn thân dần dần ngưng kết lại biến thành đặc dệt như hồ chẳng còn thuốc nào chữa được phải vậy không trần cận nam đáp môn công phu này rất hiểm độc tiểu đệ vốn không muốn sử dụng một cách khinh suất chỉ vì thấy võ công gã cực kỳ lợi hại lại lén lút nghe việc cơ mật của chúng ta không hiểu gã định âm mưu chuyện gì nên bất đắc dĩ phải ám toán gã đó là hành động kém quang minh lỗi lạc nghĩ tới lại hổ thẹn mộc kiếm thanh nói nếu gã là quân chó săn của bọn thát đát hoặc bộ thuộc của ngô tam quế mà trần tổng đà chủ không ngăn chặn ngay thì việc cơ mật của chúng ta tất bị tiết lộ và gây nên vạ lớn trần tổng đà chủ chỉ cất tay một cái là kiềm chế được địch nhân lại điểm gã bị tổn thương mà gã không hay biết môn thần công lợi hại như vậy thật khiến cho tiểu đệ khâm phục vô cùng quần hùng uống thêm vài tuần dưỡng nữa rồi bọn mục kiếm thanh đứng dậy cáo từ. Vì tiểu bảo nói, tiểu vương gia, các vị liệu mà giải tán đi là hơn, chẳng sớm thì muộn, bọn thắt đát cũng phái binh đến quê nhiễu. Đã hay rằng các vị chẳng sợ gì chúng, nhưng quân thắt đát đến mỗi lúc một nhiều, e rằng không thể giết hết được. Liễu đại hồng cười khanh khách nói, tiểu huynh đệ nói phải lắm, đa tả tiểu huynh đệ có giả quan hoài, bọn lão phu sẽ giải tán ngay là xong mộc kiếm thanh nói việc lớn ở đây đã xong xuôi bữa nay chúng ta nên ra khỏi thành thưa trần tổng đa chủ vì hương chủ cùng các vị bằng hữu non xanh vẫn đó nước biếc còn đây chúng ta sẽ có ngày tái hội bọn mộc vương phù từ biệt ra đi rồi trần cận nam hỏi tiểu bảo ngươi hãy theo ta lại đây để ta coi ngươi luyện công mấy tháng nay học nghệ đến đâu rồi vì tiểu bảo chống ngực đánh thình thình sắc mặt tái mét đáp đệ tử liên tiếp bị trọng bệnh hễ luyện công là lại nhức đầu đau bụng trần cận nam hơi lấy làm kỳ hỏi người mắc trọng bệnh ư ông liền đưa gã vào xương phòng phía đông đóng cửa lại ông trần mạch gã nơi tay phải rồi bật tiếng la kinh gì ông lại trần mạch tay trái xong trầm ngâm một lúc miệng ngập ngừng cái này cái này cái này ông ngẫm nghĩ hồi lâu rồi hỏi người đã bị trọng thương lại chúng phải kịch độc người còn bé nhỏ thế này mà sao lại kết mối oan thù với hai tay đại cao thù vì tiểu bảo ở trước mặt mọi người muốn tỏ ra là bậc anh hùng hảo hán nhưng chỉ là cố gắng gương. Bây giờ gã nghe sư phụ hỏi vậy, trong lòng xúc động, không nhịn được, bỗng khóc quà lên. Đáp đó là lão con rùa và mụ điếm già đã ra hại đệ tử. Trần Cận Nam hỏi, lão con rùa và mụ điếm già nào? Vì tiểu bảo liền đem chuyện hải lão công cho gã uống thuốc độc thế nào? Cùng Hoàng Thái Hậu đánh gã mấy trường ra sao lược thuật lại. Trần Cận Nam vẻ mặt nghiêm trang hỏi, thuốc hoàn mà Thái Hậu cho người uống có đem theo ở trong mình không? Vì tiểu bảo đáp ngay, có, có, gã liền thò tay vào bọc lấy bình thuốc hoàn đưa cho sư phụ. Trần Cận Nam móc ra ngắm, lại lấy một viên bò vào miệng nhấm rồi nhổ xuống đất, đoạn cất tiếng thóa mạ trong hoàn thuốc của mụ điếm, già có chất độc, mụ muốn làm cho người chết dần chết mòn. Vì tiểu bảo nghe sư phụ cũng bắt trước gã mắng Thái Hậu là, mụ điếm già thì không nhịn được, bật lên tiếng cười khúc khích. Vì tiểu bảo nghĩ tới mình bị trọng thương, chẳng hiểu có khỏi được không, gã lại khóc quà lên. Khi gã ở Hoàng Cung, vẫn cố gắng làm bộ người lớn. Bây giờ đứng trước mặt sư phụ, đột nhiên gã trở về tính trẻ nít. Trần Cận Nam hỏi võ công của Hải Đại Phú và Hoàng Thái Hậu, thuộc gia số nào, người có biết không? vì tiểu bảo liền đem việc mắt thấy tai nghe ở trong vườn hoa cung từ ninh đêm hôm ấy về cuộc đối thoại giữa hải lão công cùng hoàng thái hậu thuật lại những điểm cốt yếu còn vụ liên quan đến thuận trị hoàng đế xuất gia và tình hình thái hậu gia hại mẹ con đồng ngạc phi thì lược đi không kể đến trần cận nam trầm ngâm một chút rồi nói một người thuộc phái không động còn một người lại sử dụng công phu trên đảo rắn hai người này ở ẩn trong hoàng cung e rằng có cuộc mưu đồ trọng đại người nói đêm hôm ấy chúng phải mấy trường của hai người mà sao lại không chết điều này khiến cho người ta không đoán ra được vì tiểu bảo đáp vạt áo trước ngực và sau lưng của đệ tử bị thủng in vết bàn tay khác nào dùng dao cắt xén trần cận nam hỏi đó là một thứ trưởng lực cực kỳ lợi hại mà ngươi chịu nổi mới kỳ khi đó trong mình ngươi có mặc thiết giáp hay đeo bối tâm kính gì không vì tiểu bảo đáp không có chi hết gã chợt nhớ hôm vào lục soát trong phủ ngao bái thấy một tấm áo trong đen xì rất cổ quái. Bảo đao cũng không cắt đứt, sách ngạch đồ đoán là một bảo vật liền bảo gã mặc vào mình. Đêm hôm gã bị hải đại phú và hoàng thái hậu đánh chung mấy trường, mình gã có mặc tấm áo này. Nhưng sau gã thấy áo rộng quá không hợp với thân mình, nên không mặc nữa. Gã liền đem vụ này ra kể cho sư phụ nghe, Trần Cận Nam vỗ đùi nói, thế thì phải rồi đó nhất định là một tấm bảo y để hộ thân chính nó đã cứu mạng cho ngươi vậy từ nay ngày cũng như đêm ngươi mặc luôn luôn trong mình đừng lúc nào bỏ ra ngươi bị hải đại phú hạ độc dược nhưng trong lúc nhất thời khó mà điều tra cho biết rõ là chất gì vậy trước hết ngươi cứ theo môn nội công tâm pháp ta đã truyền cho mà rèn luyện chuyên cần cái đó cũng bổ ích cho việc giải độc trị thương vì tiểu bảo vâng lời gã nghĩ bùng nội công trong cuốn sách của lão con rùa ta đã luyện được bảy tám thành may mà sư phụ bảo ta chúng kịch độc lại bị nội thương mạch trong mình ta ở vào tình trạng hồ đồ không điều tra ra được gã chỉ sợ sư phụ tiếp tục khảo vấn công mà vị sư phụ này lại tinh minh ghê gớm ông chỉ hỏi thêm mấy câu là gã phải lòi đuôi gã liền nói thưa sư phụ hoàng đế phái đệ tử tra xét địa chỉ bọn thích khách đệ tử phải về cung báo cáo trần cận nam hỏi địa chỉ bọn thích khách nào nguyên nửa đêm qua ông mới tới nơi nên vụ thích khách náo động hoàng cung chưa được hiểu rõ vì tiểu bảo liền đem việc quần hào mộc vương phủ lẻn vào cung hành thích đồng thời đổ vạ cho ngô tam quế không ngờ vụ này bị tiểu hoàng đế điều tra biết rõ chân tướng kể lại cho sư phụ nghe trần cận nam thở phào một cái rồi hỏi có chuyện đó ư tuy ông là người từng trải sóng gió đã nhiều mà nghe vụ này cũng không khỏi chấn động tâm thần Ông nói, những ông bạn đó ở mộc gia đồng khí hào hùng, nóng nảy, dám cử động trong hoàng cung như vậy. Ta cứ tưởng mấy người bọn họ vào cung hành thích hoàng đế rồi bị bắt. Té ra họ còn định đối phó cả với ngô tặc, người cứu bọn ngô lập thân ba người còn trở về cung mà không sợ nguy hiểm ư. Vì tiểu bảo muốn sinh trí anh hùng, dĩ nhiên gã không nói vụ thả thích khách là do ý kiến của hoàng đế và gã tuân mệnh của nhà vua. Bây giờ gã trở về cung thực ra chẳng có chi nguy hiểm gã liền khoác lác đệ tử phái mấy tên từ quỷ, đổ trách nhiệm lên đầu chúng. Chắc trong một vài giờ, chưa ai ngờ đến đệ tử. Sư phụ bảo đệ tử ở trong cung đặng dò tin tức. Nếu vì việc cứu ba người của Mộc Vương Phủ mà từ nay không dám về cung, há chẳng làm hư đại sự của sư phụ. Trần Cận Nam cả mừng nói, tiểu bảo, người nói vậy đúng lắm, chúng ta đã kích trưởng lập thể với Mộc Kiếm Thanh, nếu để bọn họ hạ được ngô tặc trước, Thiên địa hội ta phải tuân theo hiệu lệnh của Mộc Vương phù thì thật là mất mặt. Theo lẽ số người của Mộc Vương phù còn lại chẳng được bao nhiêu, quyết chẳng phải là đối thủ của Thiên địa hội. Ta lập điều ước này với bọn họ một là để tránh khỏi vụ tranh chấp về ngôi chính thống giữa Đường Vương và Quế Vương có thể làm tổn thương đến hòa khí của hai nhà. Chưa tiêu diệt được quân thát đát mà giữa đám anh hùng hào kiệt đã xảy cuộc tàn sát lẫn nhau thì làm nên đại sự thế nào được hai là nếu mình thu phục được phe mục vương phủ và bản hội thì lực lượng của thiên địa hội ta tăng cường lên rất nhiều. Nhưng bọn họ đã vào đại náo hoàng cung, đủ tỏ họ dùng mọi cách để đánh đổ ngô tặc. Vậy chúng ta cũng phải gắng sức hết lòng, không thì để họ tranh tiên mất là hỏng bét.